chương 82 Tà sau nguyên nhân từ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Tà sau nguyên nhân từ đạp thiên tông, thiên đoái phong Đáng giận Bổn tòa muốn đem cái kia quát con bầm thay vạn đoạn Tần thiên long trở lại phủ đệ của mình Yên nguyên nộ khí không tiêu Một trưởng đem một cái bàn lấy được nát bấy Bên cạnh, chứng kiến phong chủ trở lại vội vàng chăm trà đệ tử sợ tới mức trên tay khẽ run rẩy đồ uống trà ngã trên mặt đất vỡ thành vô số phiến phế vật cúc tần thiên long giận dữ gào thét đệ tử kia nơm nớp lo sợ chỉ hận chính mình chỉ sinh ra hai cái đùi té mà đi đứng lại lại để cho đỗ bình lập tức tới gặp bổn tọa tần thiên long quát bảo ngưng lại đệ tử kia bước chân dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói đệ tử kia lau mồ hôi, liên tục đồng ý. Không bao lâu, một gã đệ tử gấp hừng hực mà đến, vừa mới vừa vào cửa đã quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to nói. Đệ tử Đỗ Bình, tham gia phong chủ. Tần Thiên Long trong đôi mắt lóe ra hàng mang. Đỗ Bình, lập tức vi bản tọa làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, cầm bổn tọa lệnh bài đi tàn kinh lâu, hoàn cấp vũ kỹ ngươi có thể tùy tiện lựa chọn một bản không biết phong chủ lại để cho đệ tử xử lý chính là đỗ bình thử thăm dò hỏi hắn hôm nay tu vi ngưng huyết cảnh tứ trọng tông môn điểm cống hiến rất thấp muốn muốn thông qua cố gắng của mình đi tàn kinh lâu đổi một bản vũ kỹ còn phải cần một khoảng thời gian bất quá cái này cao hồi báo ý nghĩa cao phong hiểm hắn cũng không dám tùy tùy tiện tiện đáp ứng tần thiên long con mắt quang lạnh như băng một cái ngưng huyết cảnh tam trọng phế vật rõ ràng vọng muốn trở thành thủ tịch đại đệ tử, người đi giúp ta đánh gãy hắn gân tay gân chân. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, trở thành chính thức phế vật về sau, ghế thủ tịch này đệ tử vị trí hắn dưới ngồi như vậy đi. Đỗ Bình trên mặt hiện ra dáng tươi cười, thống khoái đáp ứng xuống. Tông môn trong đột nhiên nhiều hơn cái thủ tịch đại đệ tử sự tình vừa mới truyền ra, mới vừa tới phía trước, hắn vẫn cùng một các sư huynh đệ tại nghị luận đâu rồi, đỗ bình biết rõ hắn gọi lâm hạo còn biết hắn bị lục gia từ hôn sự tình đỗ bình lĩnh mệnh mà đi tần thiên long cười lạnh liên tục lâm hạo a à lâm hạo ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên đắc tội bổn tọa bổn tọa tùy tiện một câu đều có thể cho ngươi sinh tử lưỡng nan mà lúc này lâm hạo không có chút nào ý thức được nguy hiểm gần đạp thiên phong bên trên lâm hạo đem ngô thái sơ gọi qua một bên cùng hắn đập vào thương lượng Sư phụ, vừa mới ngô sư đệ dẫn ta đi thăm Đan Vân Đường, còn dạy hội ta một ít gì đó, ta muốn một người đi vào suy nghĩ lại một chút. Ngô Thái Sơn nghe vậy, lập tức nhớ tới thương viêm sư tổ trên thư nói, Lâm Hạo Luyện đang rất có thiên phú. Nhất niệm chi này, hắn hai lời chưa nói đáp ứng. Tiểu Khuê, tiễn đưa ngươi sư. Sư huynh đi Đan Vân Đường, lại để cho một mình hắn ngốc trong chốc lát. Ngươi trở về chiếu cố tốt linh đế đại nhân điểm ấy việc nhỏ, Ngô Thái Sơ đương nhiên sẽ không đi về phía Ngô Khuê chứng thực, vội vàng phân phó xuống dưới. Vâng, sư phụ. Đang vân đường tại đạp thiên phong giữa sườn núi bên trên, lần này Ngô Khuê tiêu cực biến nhát, đi được muốn nhiều chậm có nhiều chậm. Sư huynh, hảo thủ đoạn A, ngươi đến cùng cho sư phụ tưới cái gì thuốc mê? Đằng sau, Ngô Khuê vị chua, âm dương quái khí mà hỏi. Hai khỏa long cân hộ cốt đan, giá trị hai vạn điểm điểm cống hiến, không chỉ nói bọn hắn, coi như là sư phụ hắn có cần, đều không nỡ dùng, có thế hết lần này tới lần khác vẽ mặt hào phóng muốn cho Lâm Hạo Đánh chết ngô khuê, hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân. Theo Lâm Hạo vừa tiến vào tông môn, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Lâm Hạo không đáp. Cả buổi không đợi đến trả lời, tức giận đến ngô khuê hận không thể một chưởng chụp chết Lâm Hạo Trên thực tế, Lâm Hạo căn bản là không nghe thấy ngô khuê. Hắn đi đang vân đường, lúc ấy không phải đi cân nhắc mà là đi luyện đan. hiện tại cửu long hoa tại thân vừa mới nhìn lướt qua đang vân đường bên trong có rất nhiều linh thảo lại đi quẩn linh điền tìm mấy vị luyện chế cái kia đang linh thảo tự đủ. bất quá tuy nhiên truyền thừa tiêu giao thần quân trí nhớ nhưng là luyện chế cái này đang lâm hạo hay vẫn là không dám khinh thường. bởi vì trong trí nhớ cái này đang mà ngay cả tiêu giao thần quân đều chỉ luyện qua một lần lâm hạo lúc này chính tại trong lòng mặt niệm suy điển làm sao có thể nghe được ngô khuê ngô khuê đang muốn nổi giận lại hai mắt tỏa sáng bởi vì hắn chứng kiến một cái đạp thiên tông đệ tử chính hướng bên này thiên đoái phong đổ bình ngô khuê nhận ra hắn rồi sau đó đôi mắt một chuyến đối với phía trước lâm hạo nói sư huynh ta còn có việc đi trước một bước dù sao lộ ngươi đã đã biết nói xong hắn dưới chân chuồn đi xoay người rời đi lập tức sẽ không ảnh rồi. Lâm Hạo Yên Nguyên không nghe thấy, vẻ mặt trầm tư, tiếp tục đi lên phía trước. Phanh. Thẳng đến hắn đụng vào lắp kính tường. Theo suy nghĩ sâu xa trong hoàng hồn, Lâm Hạo ngẩng đầu nhìn lên, chính mình đụng vào người rồi. Thực xin lỗi. Lâm Hạo ấy nấy cười, rồi sau đó bước chân xê dịch, liền chuẩn bị từ nơi này người bên cạnh đi vòng qua. Nhưng mà, người nọ bước chân khẽ động, lần nữa ngăn chặn đường đi của hắn đụng vào người một tiếng xin lỗi thì xong rồi vậy lão tử phiến ngươi một bàn tay lại xin lỗi ngươi được hay không được người nọ cả giận nói lâm hạo nhướng mày sắc mặt lạnh xuống ngươi muốn thế nào hắn xem như đã minh bạch người này chỉ sợ là cố ý đến bới móc ngươi gọi lâm hạo người nọ hỏi lại lâm hạo khóe miệng dương lên không đáp hỏi lại tần thiên long phái ngươi tới hay sao tần phong chủ không 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 lão tử đỗ bình nghe nói ngươi một cái ngưng huyết cảnh tam trọng phế vật muốn làm chúng ta tông môn thủ tịch đại đệ tử cố ý tới gặp hiểu biết thức đỗ bình cả kinh lập tức phủ nhận nói lâm hạo mỉm cười đã sáng tỏ thản nhiên nói hiện tại ngươi thấy được chó ngoan không cản đường tránh ra không coi ai ra gì tốt rất tốt hôm nay ta không giáo huấn một chút ngươi, cho ngươi nhớ lâu một chút, ta tự không gọi Đỗ Bình. Đỗ Bình giận quá mà cười. Lâm Hạo lắc đầu, lại muốn vượt qua Đỗ Bình. Hắn hiện tại vội vàng đi luyện đan, ở đâu có thời gian cùng cậu so đo. Nghe nói ngươi vừa mới tại chứng nhận trên bệ thần võng giặc muốn khiêu chiến toàn bộ thiên đoái phong đệ tử. Hiện tại, ta đổ bình hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Chứng nhận trên bệ thần, ta áp chế cảnh giới, một trận chiến định sinh tử lâm hạo trên mặt hiện lên không kiên nhẫn ha ha phế vật ngươi sợ ta đây nhân từ điểm ngươi nếu như thất bại ta đánh gãy ngươi gân tay gân chân lưu ngươi đầu tiện mệnh đánh gãy gân tay gân chân cùng phế vật không có gì khác nhau đối với một cái võ giả mà nói cái này so dết hắn đi còn khó chịu hơn bây giờ đang ở đổ bình trong miệng này cũng thành nhân từ lâm hạo tuy nhiên vội vã đi luyện đan nhưng hiện tại hắn cải biến chủ ý đổ cái gì kia mà đã ngươi muốn đánh nhau đến đây đi ta bề bộn nhiều việc lâm hạo tùy ý vừa đứng không kiên nhẫn mà nói đỗ bình sững sờ lập tức cười ha ha ở chỗ này ngươi là tại tìm chết hắn tu vi tại ngưng huyết cảnh tứ trọng lâm hạo không đi chứng nhận bệ thần trong mắt hắn cái đó và muốn chết không có khác biệt run rẩy ngưng huyết cảnh tứ trọng mà thôi. Chiến hoặc là cúc. Lâm Hạo con mắt quan lạnh như băng. Ngưng huyết cảnh tứ trọng, hắn cũng không phải không có giết qua. Hôm nay, không khai sát giới, thực đương hắn Lâm Hạo là quả hồng mềm ấy ư, người nào cũng dám niết. Đã ngươi muốn chết, lão tử thành toàn ngươi. Bị một cái ngưng huyết cảnh tam trọng phế vật như thế khinh thị, đối với Đỗ Bình mà nói, đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục. Lời còn chưa dứt, quyền đã tới. Ngưng huyết cảnh tứ trọng nén giận một kích, mặc dù không có vận chuyển vũ kỹ, y nguyên kình phong tàn sát bừa bãi. Lâm Hạo không né tránh, đồng dạng là không hề xinh đẹp một quyền. Đỗ Bình cười lạnh liên tục, một cái ngưng huyết cảnh tam trọng, không có đem chân khí chuyển hóa làm chân nguyên phế vật rõ ràng cùng hắn đối với quyền. Hắn tự hồ nghe đã đến Lâm Hạo gần cốt đứt gãy thanh âm. Răng rắc. Hai quyền hướng giao, giòn vang âm thanh lập tức vang lên đỗ bình trên mặt vui vẻ đang muốn mở rộng sau một khắc a à. hét thảm một tiếng theo trong miệng phát ra tay của ta đỗ bình vẻ mặt vẻ hoảng sợ đoạn lại là tay của hắn lâm hạo lại động không có cho đỗ bình phản ứng thời gian răng rắc dưới chân quỷ mị thần hành bộ phóng ra thân hình giống như quỷ mị lâm hạo lại là một quyền đánh ra trực tiếp đem đổ bình cánh tay kia đánh cho ly thể mà đi, máu tươi bão táp. Ngươi muốn đoạn ta gân tay gân chân, vốn nên là trả lại ngươi, nhưng ta sau ngươi nhân từ, chỉ phế ngươi hai tay. Trở về nói cho Tần Thiên Long, ta tại chứng nhận trên bệ thần một mực hữu hiệu. Lâm Hạo nhìn cũng không nhìn sắc mặt như cho tàn đổ bình, trực tiếp trời đi. Đằng sau cách đó không xa một tảng đá lớn về sau, ngô khuê vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Vừa mới đánh nhau hắn thấy rõ ràng, Đỗ Bình tuy nhiên khinh địch, nhưng Lâm Hạo dùng ngưng huyết cảnh tam trọng tu vi cùng Đỗ Bình đúng rồi một quyền long tóc không tổn hao gì, cái này thật sâu rung động hắn. Lâm Hạo lực lượng cùng thân thể, quá mức khủng bố rồi. Lúc này, Ngô Khuê nhớ tới Lâm Hạo hành hung thiên lão trư một màn kia, nhớ tới về sau nghe nói Lâm Hạo tại khảo thi trước phép đo lực bên trong đích biểu hiện, trong nội tâm đột nhiên bay lên một cái ý nghĩ. Đánh bại năm thước năm thống tinh thạch trụ có lẽ hắn thật sự có thể làm được. Cuối cùng Ngô Khuê được ra một cái kết luận. Ngàn vạn không nên cùng Lâm Hạo đối chiến. Nhìn càng tại kêu trên đổ bình một mắt, Ngô Khuê theo đường cũ phản hồi. Hắn muốn sẽ thấy, báo cáo nhanh cho Ngô Thái Sơ. Tuy nhiên hắn không chào đón Lâm Hạo, nhưng ở đối với thiên đoái phong sở tác sở vi, hắn càng không quen nhìn. Tại ân oán cá nhân cùng tông môn đại nghĩa bên trên, hắn hội không chút do dự lựa chọn thứ hai mà hai quyền phế đi đổ bình lâm hạo theo không có việc gì người đồng dạng chính hướng uẩn linh điền tiến đến ngô khuê chưa cùng đến thiếu rất nhiều phiền toái hắn muốn hiện đi uẩn linh điền nhắc lấy mấy vị linh thảo quỷ mị thần hành bộ phóng ra lâm hạo thân ảnh hóa thành một đạo lưu quan hướng uẩn linh điền mà đi không bao lâu lâm hạo đã đạt tới chỗ mục đích vừa muốn hướng uẩn linh điền bên trong đi hắn đã bị người cản lại đứng lại nơi này là tông môn trọng địa không được xông loạn trước đó không lâu lâm hạo vẫn cùng tông môn trưởng lão đã tới tại đây khi đó tại đây không có một bóng người nhưng lúc này theo tiếng nói rơi lưỡng người đệ tử ra hiện ở trước mặt hắn ta là lâm hạo tông môn thủ tịch đại đệ tử đến uẩn linh điền cầu mấy vị linh thảo kính xin hai vị đi cái thuận tiện lâm hạo ông quyền cái này lưỡng người đệ tử lạnh lùng nhìn lâm hạo một mắt trong đó một cái ngữ khí bất thiện mà nói quản ngươi thân phận gì không có tông chủ thủ dụ hoặc là ngô sư huynh cho phép cái môn này ngươi vào không được hiện tại cái này lưỡng người đệ tử tâm tình rất không thoải mái trước kia tông môn có luyện đan sư thời điểm bọn hắn thủ hộ uẩn linh điền có thể đạt được không ít chỗ tốt nhưng là theo luyện đan sư rời đi tại đây thành không người hỏi thăm chi địa hôm nay bọn hắn cùng ngày xưa đồng dạng ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại thế nhưng mà không đợi rời giường, tông môn một cái trưởng lão đã đến, đổ ập xuống tự hung hăng mắng bọn hắn một châu. Cái này cũng chưa tính, hai người còn bị khấu trừ đi không tính thiếu tông môn điểm cống hiến. Bọn hắn tựu không nghĩ ra rồi, từ khi tông môn luyện đan sư đi rồi, cái này uẩn linh điền ngoại trừ ngô khuê sư huynh ngẫu nhiên hội vào xem bên ngoài, tông chủ cùng trưởng lão như thế nào sẽ đến. Về sau, bọn hắn theo đường trong dân cư đã biết nguyên nhân tông chủ mới thu người đệ tử, còn trở thành tông môn thủ tịch đại đệ tử, tông chủ là ở mang theo cái kia gọi lâm hào ở dò xét tông môn. Trong nháy mắt, bọn hắn sở hữu oán khí đều đã có mục tiêu, cái kia chính là lâm hào. Lúc này, lâm hạo tự bạo gia môn, lưỡng người đệ tử trong nội tâm đồng thời hiện lên một câu. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Không tìm đường chết sẽ không phải chết vừa mới bọn hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không phải bắn tên không đích. Bởi vì tông môn thật sự có cái này quy định. Lâm Hạo tuy nhiên không biết cái này quy định, nhưng là hắn biết rõ linh điền linh thảo tầm quan trọng, tuy nhiên lợi của bọn hắn không thế nào xuôi tai nhưng lâm hạo rất là lý giải tại hắn vị muốn tận trách nhiệm cho nên lâm hạo thần kỳ không có tức giận mà chỉ nói ta biết rõ cái này không hợp quy cũ nhưng ta có cần dùng gấp ngày mai ta sẽ báo cáo tông chủ các ngươi tận chức tận trách giống như có thể đạt được tông môn điểm cống hiến có phải hay không ngô khuê đã từng nói qua chỉ cần vi tông môn làm ra cống hiến đều có thể đạt được điểm cống hiến thủ hộ uẩn linh điền tại lâm hạo xem ra tự là cống hiến hắn lời này chân tâm thật ý không có một tia hư giả có thể lâm hạo không biết hắn lời này đối với lưỡng người đệ tử mà nói không khác đúc tổ ông vào vẽ hắn không đề cập tới tông môn điểm cống hiến khá tốt nhắc tới lưỡng người đệ tử liền nghĩ đến vừa mới bị khấu trừ đi điểm cống hiến lửa cháy thoáng một phát tựu lên đây chúng ta không cho ngươi đi vào ngươi có phải hay không sẽ đi tông môn đâm thọc, lại khấu trừ chúng ta điểm cống hiến A, của ta đại. Sư. Huynh. Cuối cùng ba chữ, mở miệng đệ tử cắn được đặc biệt trọng, còn vẻ mặt xem thường chi sắc. Lâm Hạo lắc đầu, quay người muốn đi gấp. Hắn muốn luyện chế cái này khỏa đan với hắn mà nói quan hệ trọng đại, cho nên hắn cũng không hy vọng Ngô Thái Sơ bọn hắn biết được, nhưng hiện tại quẩn linh điện vào không được, hắn không thể không hồi đạp thiên phong tìm một cái lý do lấy được tông chủ thủ dụ. Hắn đi lần này, lưỡng người đệ tử trợn tròn mắt. Bọn hắn trả lại cho rằng Lâm Hạo hồi thẹn quá hóa giận động thủ, bởi như vậy bọn hắn tự có lý do hung hăng giáo huấn Lâm Hạo một chầu rồi. Khí này cũng ra, sau đó còn sẽ không đã bị trừng phạt, ai biết Lâm Hạo như vậy kinh sợ. Phi. Bọn hèn nhát. Trong đó một cái đệ tử hung hăng nhổ một bãi nước miếng nước bọt, lớn tiếng nói. Ba. Hắn vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên mặt trắng trắng chắc chắc đã trúng một bàn tay. Lâm Hạo một tác này vừa nhanh lại hung ác, đánh cho đệ tử kia liền lùi lại mấy bước. Một bên đôi má lúc này sưng lão cao không nói, hắn há mồm nhổ ra một bún máu nước, bên trong còn có ba cái răng. Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta. Đệ tử kia khí nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Lâm Hạo hờ hững đáp lại, vừa mới các ngươi chỗ chức trách ta không lời nói có thể nói nhưng là khiêu khích ta nhất định phải trả giá thật nhiều khiêu khích ngươi ngươi thật đúng là đương chính mình là thủ tịch đại đệ tử rồi hôm nay ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng bị đánh đệ tử trong đôi mắt hận ý bắt đầu khởi động một cái ngưng huyết cảnh tam trọng phế vật có thể hay không thức tỉnh huyết mạch cũng khó nói rõ ràng dám ra tay đã thương người có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Lâm Hạo ánh mắt ngưng lại. Bị đánh đệ tử chuẩn bị ra tay, lại bị bên cạnh đệ tử kéo lại, rồi sau đó đệ tử kia cười mỉm mở miệng. Sư. Sư Huynh, hắn không hiểu chuyện, ngươi không nên cùng hắn không chấp nhặt. Ngươi muốn Linh Thảo đi vào thuận tiện hái. Lâm Hạo trong đôi mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, rồi sau đó gật gật đầu, trực tiếp đi vào quẩn Linh Điền thủ tịch đại đệ tử vị hoàn toàn chính xác không tốt ngồi, chỉ cần là cá nhân cũng dám đến khêu khích hắn. Nhưng cái này cuối cùng, còn là thực lực của chính mình không đủ. Lúc này, Lâm Hạo bức thiết cần tạo nên huyết mạch. Đã Lâm Hạo tiến vào quận Linh Điền, bị đánh đệ tử oán hận mà nói. Sư Huynh, ngươi cái này là ý gì, chẳng lẽ lại ngươi sợ thân phận của hắn? Ngươi một tác này nằm cạnh không oan uổng, chẳng lẽ ngươi sẽ không phát hiện? hắn vừa mới thân pháp có chút cổ quái sao cái khác đệ tử nói nhỏ vừa mới hắn không có chút nào chuẩn bị hơn nửa lâm hào đồng tác hiện tại quả là quá nhanh hắn căn bản là không thấy rõ thân pháp của hắn rất giống tông môn đạp thiên bộ không có biết rõ hư thật phía trước chúng ta không nên tùy tiện ra tay đệ tử kia đôi mắt lập lòe nhắc tới đạp thiên bộ ba chữ hiện lên kiên kỵ chi sắc bị đánh đệ tử cả kinh rồi sau đó lắc đầu không có khả năng. Tương truyền đạp thiên bộ là khai tông tổ sư sáng chế, hơn nữa thất lạc quyển thượng, không ai có thể luyện thành. Cẩn thận một chút luôn đúng vậy. Đệ tử kia trầm giọng nói. Bị đánh đệ tử vẻ mặt oán độc, không cam lòng mà nói. Chẳng lẽ lại, ta cái này đánh khổ sở uổng phí rồi. Đệ tử kia âm hiểm cười cười, đương nhiên sẽ không, ngươi thực đã cho ta phóng hắn đi vào là sợ hắn. Ý của ngươi là... Ngươi nói, nếu như tông môn người trong nếu biết rõ đường đường thủ tịch đại đệ tử đến quẩn linh điền trộm linh thảo, sẽ như thế nào? Cao, thật sự là cao. Hư, ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi nhanh đi báo cáo tông chủ. Sư huynh, quẩn linh điền lớn như vậy diện tích, hắn phải tìm được cần linh thảo khẳng định phải cần một khoảng thời gian, chúng ta cùng đi. Ân. Ừ. Được rồi. Hai gã đệ tử vừa nói lấy, bên cạnh hướng đạp thiên phong tiến đến nhưng mà, đương bọn hắn chân trước vừa đi, Lâm Hạo chân sau rời đi rồi quẩn linh điền. Quẩn linh điền tuy nhiên diện tích lớn, nhưng là Lâm Hạo đã gặp qua là không quên được, lúc trước đi vào quẩn linh điền, Trần Linh Thảo vị trí nhớ rõ không sai chút nào, hái tự đi. Lâm Hạo đi ra không thấy được lưỡng người đệ tử, chỉ có nghi ngờ thoáng một phát, tự chạy tới đang vân đường rồi. Cả hai khoảng cách không xa, Lâm Hạo lại bức thiết cần luyện đan, dưới chân quỷ mị thần hành bộ phóng ra, cơ hồ là lập tức tự chạy tới Đan Vân Đường. Tên kia lúc trước viên ngô khuê mở cửa đệ tử cùng bên trong lão giả, đều tại đang Vân Đường cửa ra vào phơi linh thảo. Tông chủ thủ dụ, bất luận kẻ nào không được tới gần Đan Vân Đường. Lâm Hạo đem thương viêm đưa cho hắn một bài sáng ngời, không đợi hai người thấy rõ tự thu vào trong ngực, cho thống khoái nhanh chóng tránh đi vào. Trong đang vân đường này ngoại trừ lò đan, hỏa tinh thạch cùng linh thảo bên ngoài, không có cái gì, đệ tử kia cùng lão giả cũng không sợ Lâm Hạo chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, lắc đầu, hoàn toàn không có đem hắn đương chuyện quan trọng. Tuyển một ngùng lò đan, Lâm Hạo tay phải một quán, chứa đựng tại huyệt lao cung bên trong đích dị hỏa nhảy nhảy ra. Vừa mới theo quẩn linh Điền hái đến linh thảo bị Lâm Hạo dùng đặc thù thủ pháp tại dị hỏa phía trên nướng, không bao lâu phát ra trận trận mùi thuốc. Tay ném đi, trong tay dị hỏa phản phất có tánh mạng, trực tiếp hướng lò đan phía dưới mà đi đi vào chứa đựng linh thảo trên kệ, Lâm Hạo nhìn cũng không nhìn, nằm ngón tay uống lượng, nhanh như thiểm điện, một mặt lại một mặt linh thảo bị hắn tùy ý nắm lên, đầu nhập trong lò đan. Không có đã lâu, hắn đã đầu nhập vào 91 vị nhiều. Nếu có người nhìn thấy hắn như vậy luyện đan, nhất định sẽ lắc đầu, phải biết rằng luyện đan đối với mỗi một mặt linh thảo sức nặng đều là nghiêm khắc khống chế, Lâm Hạo động tác hoàn toàn tự là vớ vẩn làm đối với linh thảo sức nặng lâm hạo đương nhiên trong lòng hiểu rõ hắn hoàn toàn có thể chậm nhưng là tình huống lại không cho phép bởi vì này đang vân đường lò đang quá mức bình thường rồi căn bản chịu không được dị hỏa thời gian dài nướng nếu như hắn không nắm chặt thời gian kết quả cuối cùng sẽ chỉ là lò đang nổ đang không có luyện thành cái khác linh thảo có thể lãng phí nhưng cửu long hoa chỉ có một cây hắn có thể lãng phí không dậy nổi trong lò đang tại sôi trào Lâm Hạo trong tay kết lấy rường rà khống hỏa thủ ấn, hai tay không ngừng động tác, hoàn toàn chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Đại khỏa đại khỏa mồ hôi theo Lâm Hạo cái trán lạnh rung mà xuống. Cái này không chỉ là bởi vì dị hỏa nhiệt độ cao, là trọng yếu hơn một nguyên nhân là khống hỏa thủ ấn liên quan đến đến khổng lồ tính toán, cần tiêu hao lớn lượng tinh thần lực. Cái này cũng chưa tính, tại đây cái này rường rà thủ ấn ở bên trong, Lâm Hạo còn muốn nhất tâm nhị dụng tiếp tục đưa lên linh thảo. Hắn hiện tại chỗ luyện chi đang có một cái tên, gọi là cửu long luyện thần đan. Cửu long luyện thần đang dùng cửu long hoa làm chủ dược, vi học cấp tốc chi đan. Viên thuốc này một khi bắt đầu luyện chế, khống hỏa thủ ấn sỏ xuyên qua thủy chung, một khắc cũng không thể ngừng. Kể cả thuốc chủ yếu, viên thuốc này tổng cộng cần 99 vị linh thảo, vừa mới lâm hạo đã đầu nhập 91 vị, còn kém 8 vị. Nói đến đây, Lâm Hạo thật sự rất là may mắn. Bởi vì Đạp Thiên Tông truyền thừa vạn năm, quẩn linh điền đồng dạng niên đại đã lâu, lại để cho Đan Vân Đường ở bên trong tích lũy đại lượng linh thảo, bằng không tại địa phương khác, mặc dù là đạo bảo cát, tìm khắp không đồng đều hắn cái này đang cần có linh thảo. Quan linh thảo quá trình đối với Lâm Hạo mà nói đồng dạng là một cái khiêu chiến, bởi vì hắn làm không được cách không ngự vật cảnh giới, cho nên linh thảo nhất định phải đồng thủ đi lấy. Mà lúc này, hắn một tay khống hỏa, thủ ấn lại cần đạt tới hai tay khống hỏa tốc độ. Đương Lâm Hạo đầu nhập 98 loại linh thảo về sau, cả người hắn toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, như là mới từ trong nước kiếm đi ra một loại. Nhưng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, hắn quần áo tự trở nên khô ráo. Dị hỏa nhiệt độ cao đến khó dùng đánh giá. Mà lúc này, trong lò đang bắt đầu phiên cổn, ầm ầm rung động. Lâm Hạo biến sắc, thủ ấn lần nữa nhanh hơn, đồng thời cửu long luyện thần đang thuốc chủ yếu cửu long hoa bị lâm hạo quang đi vào cơ hồ ngay tại cùng một thời gian hai cái trong coi uẩn linh điền đệ tử đi theo ngô khuê sau lưng chính hướng đang vân đường mà đến đang vân đường cửa ra vào cái kia ban ngô khuê mở cửa đệ tử cùng lão giả nhìn qua đang vân đường vẻ mặt vẻ kinh ngạc bọn hắn lúc này khoảng cách đang vân đường đại môn đã trọn vẹn mấy chục thước nhưng là yên nguyên đầu đầy mồ hôi từ đó có thể biết đang vân đường bên trong nhiệt độ đã đạt tới một cái hoảng sợ độ cao. Đặc biệt là tên lão giả kia, nhưng hắn là biết đến, đang vân đường ở bên trong tất cả đều là hỏa tinh thạch, ngoại trừ một cái khả năng, là tuyệt đối không đạt được cái này nhiệt độ. Tục ngữ nói, xung khắc như nước với lửa, đương hỏa tinh thạch gặp được nước về sau, sẽ phát sinh kỳ diệu phản ứng. Hỏa tinh thạch hội bành trướng, phóng xuất ra cao hơn gấp 10 lần nhiệt độ cao, rồi sau đó hội sinh ra nổ lớn mà lúc này đang vân đường bên trong nhiệt độ lại để cho lão giả nghĩ đến một cái càng tăng kinh khủng khả năng vừa mới tiến đi kia nhà hỏa sẽ không phải là đem cho nên hỏa tinh thạch đều tụ lại cùng một chỗ rồi sau đó tại lên trên tưới nước a nếu như là như vậy một khi bạo tạc toàn bộ đang vân đường hội lập tức hóa thành bột mịn nghĩ đến loại khả năng này lão giả lui nữa kết quả đụng vào một người chết tiệt hắn ở bên trong làm gì cực nóng nhiệt độ cao gào thét mà đến ngô khuê bị người đụng vào hắn đều giống như chưa tỉnh chăm chú nhìn đang vân đường sắc mặt đại biến hung hăng mà nói hắn trộm quẩn linh điền linh thảo khẳng định ở bên trong luyện đan cái kia bị đánh đệ tử che đôi má ở một bên quạt gió vừa mới bọn hắn bổn ý phải đi tìm tông chủ nhưng là nửa đường lại đụng phải ngô khuê kết quả đối với ngô khuê vừa nói tự có hiệu quả rồi nghĩ đến chính mình lần lượt một cái tác kia bị đánh đệ tử đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội. Luyện đan, hắn làm sao có thể biết luyện đan? Nhớ tới bên trong linh thảo, ngô khuê ruột đều hối hận thanh rồi. Sớm biết như vậy chính mình tự không nên kích thích cái này tên điên. Hắn đã chết không sao, những linh thảo kia không có, sư phụ không phải phế đi chính mình không thể. Ngô khuê vừa dứt lời, một cổ càng thêm cực nóng nhiệt độ cao phồng vinh mạnh mẽ mà đến, rồi sau đó hắn chợt nghe đến một tiếng vang thật lớn. Không hề nghĩ ngợi, Ngô Khuê đột nhiên tựu nằm sấp trên mặt đất. Nhiệt độ cao như vậy sinh ra nổ lớn, coi như là hắn cũng sẽ bị khí lãng tung bay. Mặt khác mấy người phản ứng cũng không chậm, hai tay ôm đầu, đi theo nằm sấp trên mặt đất. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chết như vậy rồi, thật sự là quá tiện nghi hắn rồi. Bị đánh đệ tử nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng cười to truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Ngươi hiểu luyện đan. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 84 Ngươi hiểu luyện đan. Nằm rạp trên mặt đất mọi người cả kinh, rồi sau đó đồng thời ngẩng đầu, đều đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đang vân đường hảo hảo, cũng không có tại trong lúc nổ tung hóa thành bột mịn. Hơn nữa, tiếng cười từ bên trong truyền đến, rất hiển nhiên tên kia còn sống. Ni mã, như vậy đều không có chết, còn có hay không thiên lý. Trong lòng mọi người chữ bới không ngừng. Ngô khuê càng là khóe miệng co lại súc, vội vàng theo trên mặt đất bò lên. Với tư cách tông chủ đệ tử, vừa mới phản ứng của hắn quá mất mặt rồi nghĩ đến đây là lâm hạo tạo thành ngô khuê khí không đánh một chỗ đến sắc mặt tái nhợt sải bước hướng đang vân đường mà đi bông một cước đá văn môn sóng nhiệt đập vào mặt ngô khuê sợ tới mức liền lùi lại mấy bước cao như vậy đích nhiệt độ hắn cho dù không chết cũng bị nướng chín a ngô khuê nghĩ như vậy trên mặt hiển hiện này một vòng vui vẻ đương hắn chứng kiến phía dưới một màn về sau trên mặt vui vẻ càng là vô hạn mở rộng lâm hạo toàn thân chỉ còn lại có quần lót ra hiện tại trong tầm mắt của hắn ha 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 lâm hạo tông môn mặt đều bị ngươi mất hết ngô khuê nhìn có chút hả hê cười đến tiền phủ hậu ngưỡng vừa mới ở bên trong cuối cùng trước mắt cửu long luyện thần đang tuy nhiên thành đan nhưng này lò đang lại chịu không được dị hỏa nhiệt độ cao lập tức nổ tung lâm hạo sẽ đối kháng trùng kích lực động tác này chậm một nhịp quần áo sẽ không bảo trụ bây giờ nghe đến ngô khuê lời này, Lâm Hạo trên mặt nguyên bản vui vẻ không chút nào giảm. Hết cách rồi, cửu long luyện thần đang thành đan, hắn hiện tại tâm tình tốt vô cùng. Tông môn mặt bị ta mất hết, ngươi còn nhìn có chút hả hê, xem ra ngươi không có đem tông môn để vào mắt a. À. Lâm Hạo cười mỉm mở miệng. Ách! Ngô khuê tiếng cười im bặt mà dừng, tục mà nhìn hầm hầm Lâm Hạo. Xem ta làm gì vậy, còn không đi cho sư huynh ta tìm một bộ quần áo tới lâm hạo lão thần khắp nơi thần khí như trước ngô khuê tức giận đến vẻ mặt ửng hồng cả giận nói sư huynh ngươi lập tức cũng không phải là rồi bọn hắn tận mắt nhìn đến ngươi tại uẩn linh điền trọng cấp linh thảo thức thời nhanh lên đem linh thảo giao ra đây sau đó xéo đi ta chuyện cũ sẽ bỏ qua nguyên bản ngô khuê còn ý định nói điểm ngoan thoại hảo hảo thu thập lâm hạo một phen nhưng là lâm hạo thằng này quá tà môn, hay vẫn là vội vàng đem hắn đuổi ra tông môn nói sau. À, lâm hạo yên nguyên vẻ mặt vui vẻ, ngược lại hỏi cái kia hai gã đệ tử nói. Ta tại quận Linh Điền trộm Linh Thảo, các ngươi tận mắt nhìn thấy. Không tệ. Bị ta phát hiện về sau, ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh lén ta, sau đó chạy. Bị đánh đệ tử đứng dậy, chỉ ra và xác nhận Lâm Hạo. Lâm Hạo ông cánh tay, vui vẻ yên nguyên không giảm ta trộm linh thảo còn bị ngươi bắt tại trận vậy ngươi ngược lại là nói nói ta đều trộm những linh thảo kia a à. cái này ngươi đánh lén ta chạy trốn quá nhanh ta không thấy rõ chúng ta có thể đi quẩn linh điền chứng thực bị đánh đệ tử ngược lại là có chút tiểu thông minh hư lâm hạo đột nhiên hừ một tiếng sắc mặt lạnh xuống tại tông môn trong chơi vu oan giá họa tiết mục chính mình đi tông môn chấp pháp đường lĩnh tội a à lưỡng người đệ tử nghe xong chấp pháp đường, sắc mặt đồng thời đại biến, thỉnh giáo ánh mắt chầm chầm hướng ngô khuê. Nói đến lĩnh tội, ngươi cũng chạy không được. Quẩn Linh Điền nhất định phải tông chủ thủ dụ hoặc là của ta cho phép mới có thể tiến nhập, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi có tông chủ thủ dụ a? À? Ngô Khuê hung hăng nhìn chầm chầm lưỡng người đệ tử một mắt, ngược lại đối với Lâm Hạo nói. Hắn đã nghe ra vị đã đến, trộm linh thảo chỉ sợ thật là vu oan giá họa, hắn bị người lợi dụng rồi nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn là đâm lao phải theo lao việc này ta thì sẽ báo cáo tông chủ lâm hạo nhàn nhạt đáp lại ngô khuê giận quá thành cười ha ha tiên trảm hậu tấu lâm hạo ngươi nói đến đây đến ngô khuê đột nhiên không nói bởi vì hắn thấy được nổ thành mấy khối lò đan ngươi 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 đó là tông môn trong tốt nhất một cái lò đan ta đều không nỡ dùng, ngươi rõ ràng hủy nó. Ngươi quả nhiên là coi trời bằng vung. Ngô khuê khí đến sắc mặt tái nhật. Một cái lò đang mà thôi, sau này trả ngươi cái tựu là. Lâm hạo mây trôi nước chảy. Không chỉ nói vừa mới hủy chính là cái kia, coi như là văn nhân vũ hình ở lại đào bảo các cái kia, nói thật, lâm hạo đều không để vào mắt. Cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi, ngươi biết một cái lò đang có nhiều khó tìm sao bị đánh người đệ tử kia ngu ngốc một loại nhìn xem lâm hạo. Hắn không biết luyện đan cũng biết lò đan trân quý, thằng này xem ra liền thưởng thức cũng đều không hiểu. Lâm hạo lắc đầu, cùng bọn họ nói chuyện còn không bằng đàn gãy tai trâu. Chết tiệt, ngươi cái gì thái độ, mười khỏa lông cân hổ cốt đan cũng không đổi được một cái lò đan. Lâm hạo càng là vẻ mặt không quan tâm bộ dạng, ngô khuê lại càng là hỏa đại. Vừa tới tông môn tự khiến cho chướng khí mù mịt, qua mấy ngày ngươi vẫn không thể ngất trời ngô khuê càng nói càng tức giận tức giận đến toàn thân thẳng run rẩy không được việc này ta nhất định phải bẩm báo sư phụ các ngươi tại đây nhìn xem hắn đừng cho hắn lẻn hiện tại lâm hạo như vậy coi trời bằng vung vừa vặn mượn cơ hội này đem hắn đuổi ra tông môn trong nháy mắt ngô khuê đã có chủ ý phân phó một tiếng về sau nhanh chóng hướng đạp thiên phong mà đi đúng rồi lại để cho tông chủ giúp ta mang bộ quần áo tới, vừa mới trên người của ta mặc cái loại này tự rất tốt. Lâm Hạo Thanh âm rõ ràng truyền vào ngô khuê lỗ tai. Ngô khuê chân hạ một cái lão đảo, thiếu chút nữa ngã cái ngã gục. Vừa mới Lâm Hạo mặc trên người quần áo hay là hắn lấy ra, vốn là muốn tặng cho anh Tuyết, đây chính là tại Hồng Nhan thành tốt nhất tơ lụa trang mua, hắn cũng không mặc qua tốt như vậy vải vóc, bây giờ lại bị hỏa thiêu cái tinh quang ngô khuê tâm đều tại nhỏ máu. Ngươi si tâm vọng tưởng A, à, chờ chờ đuổi ngươi ra tông môn, ta muốn cho sở hữu sư huynh đệ đều đến vây xem. Ngô khuê trong nội tâm cười lạnh, tốc độ nhanh hơn rồi. Ngô khuê vừa đi, bốn người như đề phòng cướp đồng dạng chầm chầm vào Lâm Hạo. Lâm Hạo cười cười, nghiêng người mời bọn hắn, các ngươi muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Lúc này hắn đứng ở bên trong, bốn người rất xa đứng tại ngoài cửa lớn, mồ hôi đầm đìa nghe lâm hạo vừa nói như vậy bốn người không hẹn mà cùng đồng thời lui về phía sau mặc dù là qua lâu như vậy nhiệt độ còn cao được dọa người bọn hắn nếu quả thật đi vào chỉ sợ qua không chỉ chốc lát sẽ thẳng lấy đi vào nằm đi ra lâm hạo không để ý tới bọn hắn quay người lại đi vào bên trong đi đang vân đường ở bên trong linh thảo rất nhiều hơn nữa chứa đựng linh thảo cái giá đỡ rất là rất cao minh mặc dù là đang vân đường ở bên trong nhiệt độ cao đến dọa người, nhưng là chứa đựng linh thảo cái giá đỡ lại cũng không phỏng tay. Cái này trữ vật không bị cao nhân dùng đặc thù thủ pháp gia trì qua. Vô số linh thảo mặc dù có phân loại, bày đặt tại trên kệ, nhưng chứa đựng trình tự không sai biệt lắm sai rồi hơn phân nữa. Các loại bất đồng linh thảo có bất đồng công hiệu, nhưng là nếu như cùng không đúng lộ phóng lại với nhau, từ lâu rồi, chẳng những hội công hiệu đánh mất, còn có thể hoàn toàn ngược lại dù sao tả hữu vô sự, Lâm Hạo dứt khoát bắt bọn nó một lần nữa bài phóng. Hắn động tác rất nhanh, hành vân lưu thủy, không bao lâu linh thảo vị trí bị hắn một lần nữa bày đặt, mà rất nhiều công hiệu đánh mất linh thảo tắt thì trực tiếp bị hắn ném tới một cái lò đang phía dưới. Linh thảo vừa gặp phải hỏa tinh thạch, nhanh chóng thiêu đốt. Tự là Lâm Hạo làm xong đây hết thảy vừa muốn lúc ra cửa, Ngô Thái Sơ đã đến. Sư Lâm Hạo, ngươi chứng kiến trần truồng lộ thể lâm hạo ngô thái sơ sững sờ cho thống khoái nhanh chóng thoát khỏi trên người mình trường bào vội vàng cho lâm hạo phủ thêm một bên ngô khuê trực tiếp tự choáng váng lâm hạo còn xấu cười một tiếng đối với ngô khuê nói sư đệ ta không phải cho ngươi cho ta mang quần áo đấy sao ngô thái sơ thình lình quay người ánh mắt như đau ngô khuê sợ tới mức lạnh ruông sư phụ không muốn nghiêm túc như vậy nha ta cùng sư đệ hay nói dẫn đâu rồi, quần áo vừa mới bị đốt. Đúng, đúng, nghe nói tạc lô rồi, ngươi không sao chớ. Ngô Thái Sơ ân cần hỏi. Lâm Hạo lắc đầu, ai, cái này lò đang quá không được việc rồi. Đúng, đúng. Cái khác ta không dám cam đoan, nhưng nếu như ngươi muốn luyện đan, lò đang sự tình dễ nói. Ngô Thái Sơ nhớ tới thương viêm sư tổ tính, trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Ngô Khuê nghe xong, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, sắp khóc rồi. Cảm tình tông môn trông còn có tốt lò đan, nhưng hắn một mực không biết. Đầu vừa uống éo qua một bên, hắn tự la hoảng lên. À, cái kia. Cái kia là linh thảo, ngươi. Ngươi rõ ràng bắt bọn nó ném đi. Vừa nói lấy, ngô khuê tự nhào tới, đoạt ra cuối cùng một điểm không có đốt hết linh thảo. Cái này. Đây là hách linh căng, Năm căn có thể đổi đến một khỏa Long Cân Hổ Cốt đan, tổng cộng đều chỉ có hơn 10 căn, ngươi rõ ràng bắt nó đốt đi. Lâm Hạo, ngươi điên rồi. Nhìn rõ ràng trên tay Linh Thảo, Ngô Khuê vẻ mặt đau lòng, đôi mắt ở chỗ sâu trong đã có vẻ đắc ý lóe lên tức không có. Vô Cớ Thiêu Hủy Trân Quý như thế Linh Thảo, coi như là sư phụ dù thế nào hồ đồ, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, Ngô Thái Sơ phản ứng lần nữa lại để cho Ngô Khuê thất vọng rồi lâm hạo người đây là lâm hạo lai lịch ngô thái sơ thế nhưng mà rất rõ ràng hắn biết rõ lâm hạo quả quyết sẽ không vô duyên vô cớ thiêu hủy linh thảo nghi ngờ hỏi cái này hách linh căn nguyên bản đặt ở tử đằng thảo bên cạnh thời gian quá lâu dược hiệu đã mất hết rồi lâm hạo thản nhiên nói hắn cái này vừa nói ngô khuê mới chú ý tới trữ vật trên kệ linh thảo vị trí thiệt nhiều đều thay đổi đây chính là hắn hao tốn vài ngày công phu mới sửa sang lại tốt, hiện tại Lâm Hạo một can thiệp toàn bộ rối loạn. Ngô Khuê khí không đánh một chỗ đến, đang muốn tức giận, đã thấy Ngô Thái sơ hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hỏi Lâm Hạo nói: "Ngươi hiểu Luyện Đan?" Hắn tuy nhiên không biết loại này thuyết pháp, nhưng là Thương Viêm sư tổ tổng không có sai, chẳng lẽ hắn không chỉ là Luyện Đan có thiên phú, căn bản chính là biết Luyện Đan. Hiểu chút gia Long đoán chừng cùng ngô sư đệ không kém bao nhiêu đâu lâm hào sờ sờ cái mũi khiêm tốn mà nói có một số việc hay vẫn là ít xuất hiện điểm tốt hơn nữa hắn hiện tại nhất dè chừng đúng là huyết mạch sự tình chờ sáng tạo ra huyết mạch sẽ tìm cái thích hợp thời cơ luyện đan cũng không muộn ngô thái sơ rất là nghi hoặc cùng tiểu khuê không sai biệt lắm vậy làm sao ngươi nói tiểu khuê hoàn toàn không biết còn có lúc trước luyện đan sư cũng không biết Bất quá cái này nghi hoặc hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không dám hỏi lên. Những thứ không nói khác, Lâm Hạo thân phận thế nhưng mà của hắn sư thúc tổ, hiện tại tông môn trong tay hắn biến thành cái dạng này, hắn vốn cũng rất chột dạ, cái này hỏi nhiều hơn, khó bảo toàn sư thúc tổ không tức giận. Thương viêm sư tổ tính tình nóng nảy, đây chính là giám trưởng cạo quốc quân đích nhân vật, vạn nhất với tư cách hắn sư đệ sư thúc tổ cũng phần thưởng hắn lưỡng bàn tay, hắn cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thế nhưng mà, Lâm Hạo tại ngô khuê nghe tới, cái kia chính là tại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi quá để ý mình đi à nha. Vừa mới còn tạc lô kia mà, ngươi luyện cái gì đang, đã luyện thành sao? Ngô khuê cười lạnh nói. Ngô Thái Sơ nghe vậy, nhìn thẳng Lâm Hạo tay. Lâm Hạo một tay nắm tay, một mực chưa từng buông ra qua, chẳng lẽ lại thật sự đã luyện thành nào đó đang dược. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Thái Sơ tràn đầy chờ mong. Ngô Khuê cũng phát hiện, giỡn giỡn nói: "Sư huynh, ngươi luyện cái gì đang, lấy ra xem một chút đi." Tại hắn xem ra, lò đang đều nổ, làm sao có thể thành đan, nhất định là khỏa phế đan. "Hừ hừ, cho ngươi trang bức, chờ chờ nhìn ngươi như thế nào xong việc." Chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Tai và đến nơi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Tai và đến nơi cái này Lâm Hạo có chút do dự Cái này cửu long luyện thần đang tại thiên dương đại lục tuyệt đối không có xuất hiện qua Lâm Hạo ngược lại không sợ bọn họ nhận ra Lại để cho hắn do dự chính là cái này đang tiếp xúc người càng ít càng tốt bởi vì đồn đại cửu long hoa có linh tính nhiễm quá nhiều khí tức quan sát đến cửu tử hình thành tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống hắn loại này phản ứng rơi xuống ngô khuê trong mắt càng làm cho hắn xác định ý nghĩ trong lòng như thế nào sư huynh luyện đang không dám gặp người thằng này lâm hạo im lặng lắc đầu hắn xuất ra cái này đang ngô khuê cũng không biết nếu như nói ra cái này đang tác dụng chỉ sợ ngô khuê mặt đều bị đánh sưng đây không phải tiền đánh nha nhìn một cái có thể bất quá các ngươi tuyệt đối không thể dùng tay đụng nó cái này quan hệ đến huyết mạch của mình lâm hạo thần sắc rất là trịnh trọng ngô thái sơ trong nội tâm kinh hoàng như vậy xem ra sư thúc tổ thật sự biết luyện đan tại thiên dương đại lục to như vậy một cái đạp thiên tông đều chỉ có ngô khuê như vậy một cái gà mờ luyện đan sư có thể nghĩ luyện đan sư trân quý nếu như lâm hạo biết luyện đan ngô thái sơ chỉ là ngẫm lại cũng đã tim đập rộn lên tiểu khuê nghe được chưa nếu như ngươi đem ngươi sư sư huynh vào tai này ra tai kia ta trục ngươi ra tông môn ngô thái sơ gật đầu đồng thời như vậy đối với ngô khuê nói đến hắn biết rõ ngô khuê đối với võ đạo hứng thú thiếu thiếu nhưng đối với luyện đan lại là hào hứng cao ngang hắn sợ ngô khuê một cái không tốt tựu hư mất sư thúc tổ đại sự vâng sư phụ. Ngô Khuê yếu ớt đáp lại, muốn nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất. Vì cái gì bị thương luôn hắn đâu. Thấy hai người đáp ứng, Lâm Hạo mới mở ra bàn tay. Sau đó hai người thấy được một khỏa tạo hình kỳ dị đang dược. Nó không giống với mặt khác đang dược nhan sắc chỉ một, cái này đang dược mặt ngoài rõ ràng hiện đầy nhan sắc khác nhau hoa văn. Hoa văn giăng khắp nơi, lại có vẻ dữ tợn đáng sợ ngô thái sơ đối với đan dược rất hiểu rõ còn không bằng ngô khuê hắn xem trong chốc lát ngoại trừ cảm thấy cái này đan dược có một loại hung tàn chi khí bên ngoài không có đặc biệt gì mà ngô khuê lại là hai mắt trừng trừng có chút không thể tin nguyên bản chứng kiến cái này đang hắn phản ứng đầu tiên tự là cười nhạo lâm hạo chỗ đó có xấu như vậy đang. nhưng là trong giây lát hắn nhớ tới lúc trước tại đạp thiên tông luyện đan sư đã từng nói qua đan dược thành đan về sau nhàn sắc chỉ biết có một loại nhưng là hiện tại, Lâm Hạo đang dược mặt ngoài rõ ràng xuất hiện gian khắp nơi hoa văn, cái này trái ngược lẽ thương. Càng thêm lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, càng là cẩn thận quan sát, những hoa văn kia lại càng là kỳ diệu, tự như vật còn sống tại đang dược mặt ngoài lưu động, giống như có một loại thần kỳ đạo vận tại lưu chuyển. Thấy cái mình thích là thèm, ngô khuê tay không tự giác tự vương hướng Lâm Hạo trong tay đang dược. Lâm Hạo tay co rụt lại, lui về phía sau một bước sư huynh ngươi đây là cái gì đang ngô khuê tỉnh táo lại vẻ mặt khiếp sợ hỏi lâm hạo lâm hạo cười nhạt một tiếng một quả phế đang ngô khuê mặt lập tức tựu đỏ lên tuy nhiên hắn không biết cái này đang nhưng cái này tuyệt đối không phải là phế đang lâm hạo đây là đang đánh mặt của hắn a à? ngô khuê tuy nhiên không thích lâm hạo nhưng là như thế này một quả đang mang đến hấp dẫn thật sự là quá lớn cắn răng một cái ngô khuê nhận lầm nói sư huynh trước kia là ta không đúng ta cho ngươi bồi tội trước tiên đem cái này đang làm tin tưởng nói sau hôm nay thù về sau lại báo lâm hạo sững sờ hắn ngược lại là không nghĩ tới ngô khuê như vậy lấy lên được thả xuống được bất quá chứng kiến ngô khuê đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia một tia không cam lòng về sau lâm hạo lập tức thoải mái thằng này điển hình khẩu phục tâm không phục ta tự tùy tiện luyện lấy đùa cái này đang nơi nào sẽ có danh tự Lâm Hào khóe miệng dương lên, tự là không nói cho Ngô Khuê. Lời này vừa ra, không đợi Ngô Khuê trả lời, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tuy tiện luyện lấy chơi đều có thể luyện thành đan dược, lão phu sống một bó to niên kỹ còn chưa nghe nói qua đâu. Lại để cho lão phu kiến thức kiến thức. Tiếng nói rơi, đang vân đường ở bên trong đột nhiên nhiều hơn cái lão đầu. Lão đầu dáng người không cao, mặc một bộ trách rưới đạo bào, vừa tiến đến, mắt nhỏ tự quay tròn loạn chuyển Ngô Thái sơ thân thể đột nhiên thẳng tắp nhìn rõ ràng lão đầu khuôn mặt sau lại trầm tĩnh lại đi vãn bối chi lễ nói vãn bối Ngô Thái sơ bái kiến Đang Đang đại sư cổ hủ, bảo ta đang lão đầu a à. Ngô Thái sơ cười khổ một tiếng Đang Đang đại sư người đến ta đạp thiên tông như thế nào không đề cập tới trước thông báo một tiếng ta tốt an bài an bài lão nhân này họ đang tên Đang thân phận cao đến dọa người chính là Đăng Lăng Tông trưởng lão, so Đăng Lăng Tông đương nhiệm Tông chủ bối phận còn cao gấp đôi. Đăng Lăng Tông vi nam cương phủ năm đại tông môn một trong, dùng luyện đang nổi tiếng. Đăng Lăng Tông chỉnh thể võ đạo thực lực không được, nhưng cũng tuyệt đối là nam cương phủ thế lực nhất không muốn trêu chọc tông môn một trong. Bởi vì võ giả tu hành không có ly khai đan dược ủng hộ, mà rất nhiều đan dược chỉ có thể ở đan lăng tông tài năng mua được. Tông môn khác mỗi năm một lần tông môn đại hội tiến hành chính là các loại đọ võ, là trong tông môn bộ thịnh hội. Nhưng Đang Lăng Tông tông môn đại hội lại là toàn nam cương phủ thịnh hội. Hàng năm tại Đang Lăng Tông tông môn đại hội bên trên, bọn hắn đều đấu giá các loại đan dược. Những đan dược này chỉ nhằm vào tông môn bán ra, còn lại tông môn có thể dùng ngân phiếu mua sắm, cũng có thể dùng tinh thạch, tinh thiết, công pháp, vũ kỹ, linh thảo, yêu đang đổi lấy. Đăng Lăng Tông là biết việc buôn bán nhất tông môn, đến bây giờ mới thôi, cũng không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Thông qua tài phú, Đang Lăng Tông lại đáp thượng thương Nam đế quốc năm đại thần tông một trong. Tại Nam Cương Phủ, ai đắc tội Đang Lăng Tông, quả thực tự là tại tự chui đầu vào rọ. Đang Đăng Đại Sư tại Nam Cương Phủ luyện đan giới là cự nghiệt một loại tồn tại, lúc này thấy đến hắn, với tư cách phạm cấp Đăng Sư Ngô Khuê lúc này tự không bình tĩnh rồi tiểu tử Ngô Khuê bái kiến đang đang đại sư. Ngô Khuê cung kính thi lễ về sau, ngược lại đối với Lâm Hạo nói: "Sư huynh, mau đưa đang dược cho đại sư nhìn xem." Đang đang đại sư cái tên này, Lâm Hạo trước kia cũng có nghe thấy, nếu là lúc trước nhìn thấy hắn, có lẽ sẽ có một chút kích động, nhưng là hiện tại nha, Lâm Hạo trong nội tâm nửa điểm gần sống cũng sẽ không lên. Bất quá với tư cách vãn bối, nên có lễ tiết hay vẫn là ắt không thể thiếu. Lâm Hạo đối với hắn thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Tiểu gia hỏa, khẩu khí không nhỏ nha. Luyện lấy chơi đều có thể luyện thành đan, lại để cho lão phu kiến thức kiến thức. Đang đang con mắt nheo lại, cười đến như lão hồ ly. Lâm Hạo vẻ mặt xoắn xuýt. Không có danh tự, ngươi lừa dối hắn coi như cũng được, nhưng đừng muốn lừa dối lão phu. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi đã luyện thành cái gì đan. Tại đây nằm cương phủ, còn không có có ta đang đang không biết đang. Đang đang trong giọng nói đã có chút ti lửa cháy rồi. Lâm Hạo tuy nhiên một trăm cái không muốn, nhưng nhìn đến Ngô Thái Sơ không ngừng đối với chính mình nháy mắt ra dấu, hay vẫn là quán mở tay ra chưởng. Đồng thời, Lâm Hạo tại trong lòng thở dài. Người nói, vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích đem mặt đụng lên đến, lại để cho chính mình đánh đâu rồi. Tại cửu long luyện thần đang coi như là tại thần ma vẫn vực cũng không nhiều cách nhìn chớ nói chi là cái này thiên dương đại lục rồi trong khoảng thời gian ngắn lâm hạo nhìn về phía đang đang ánh mắt tràn đầy thương cảm chứng kiến lâm hạo trong tay đang hiếp đôi mắt nhỏ đang đang đôi mắt đột nhiên trừng lớn rồi sau đó dáng tươi cười cứng tại trên mặt vẻ mặt vẻ kinh hãi thân hình nhoáng một cái đang đang rồi đột nhiên ra tay chụp vào lâm hạo trong tay đang dược nhưng mà lâm hạo sớm có chuẩn bị tay co rụt lại thân hình một chuyến lại để cho đang đang chụp một cái cái không ngươi trong tay ngươi đang 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 hoảng sợ lâm hạo cười nói tiền bối nhận thức ách khục khục đang đang thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết hắn nhận thức mới là lạ vừa mới lời thề son sắc nói ra khỏi miệng lời nói hiện tại chính mình đánh mặt của mình một bên ngô thái sơ hai tay bỗng nhiên nắm chặt cái này sư thúc tổ lá gan cũng quá mập rồi liền đang lăng tông trưởng lão cũng dám khiêu khích bất quá ngô thái sơ ngược lại là xem thường đang đang ho khang hai tiếng về sau hắn hào phóng thừa nhận xem ra thiên ngoại hữu thiên người giỏi còn có người giỏi hơn a à, trong tay ngươi đang của ta xác thực không biết bất quá xem ngươi cái kia đang hoa văn như thế nào giống như vậy nói đến đây đang đang một đôi trọng mắt trừng lớn như chuông đồng thiếu chút nữa muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến rồi sau đó cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy nói chuyện đều bất lợi tác rồi ngươi ngươi dùng cửu yếm hoa làm chủ dược đã luyện thành đan cái gì ngô thái sơ cùng ngô khuê đồng thời nghẹn ngào kêu sợ hãi ngô thái sơ tuy nhiên không biết luyện đan nhưng là cửu yếm hoa không thể luyện đan thưởng thức hắn nên cũng biết Thiên dương đại lục luyện đan sư cố gắng mấy trăm năm đều không có thể lại để cho cửu yếm hoa thành công làm thuốc, cho dù là phụ trợ linh thảo đều không được. Nhưng là hiện tại, đan đan lại nói cho bọn hắn biết, lâm hạo dùng cửu yếm hoa làm chủ dược đã luyện thành đan, cái này. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Đan phương sau khi nói xong, càng là gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhìn qua lâm hạo ánh mắt như là gặp được thần ma. Ngươi là như thế nào làm được vậy? đang đang đôi mắt đỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn, chầm chầm vào Lâm Hạo, giống như là muốn ăn người. Chứng kiến phản ứng của bọn hắn, Lâm Hạo trong nội tâm nhảy dựng. chính. Cửu yếm hoa không thể dùng đến luyện đan sao. Vừa mới ta ở chỗ này nhàm chán, lung tung cầm chút ít linh thảo đến thử xem luyện đan, kết quả về sau ta nhìn thấy lò đang muốn tạc lô rồi, tùy thời sẽ đem cửu yếm hoa ném vào. Kết quả lò đang nổ, nó tự đi ra lâm hạo vẻ mặt mờ mịt thêm người vô tội xem lâm hạo biểu lộ không giống làm bộ đang đang tỉnh táo rất nhiều nhưng vẫn như vẻ mặt vội vàng chi tình mau mau nhanh ngươi dùng nào linh thảo đem vừa rồi động tác làm tiếp một lần dùng cửu yếm hoa có thế thành đan cái này nếu truyền đi toàn bộ đại lục đều chấn động quan hệ thật sự quá lớn với tư cách là một cái luyện đan sư đang đang vừa nghĩ tới hậu quả trong nội tâm kinh hoàng không ngừng nếu như nói luận luyện đan Toàn bộ nam cương phủ, đang lăng tông là tuyệt đối quyền uy. Mà trước mắt vị này đang đang đại sư, lại là đang lăng tông bên trong đích quyền uy. Nhưng lúc này, vị này đang đạo cự nghiệt chính đáng thương, vẻ mặt cầu khẩn chầm chầm vào lâm hạo, ở đâu còn có vừa mới hung hăng cạn quấy, cự nghiệt phong phạm đều không có. Cái này, vừa mới tạc lô chấn đắc đầu ta chống mặt hoa mắt, hiện tại ta trong đầu một đoàn bột nhão, ta cần phải thời gian. Lâm Hạo thuận miệng chuyện phím. Đang Đang liên tục không ngừng gật đầu, không có vấn đề, ta có thời gian, ta tại bực này. Đúng rồi, ta cái này có mới tinh quần áo, ngươi trước ăn mặc. Đang Đang nhìn thấy Lâm Hạo bọc lấy Ngô Thái Sơ trường bào, lộ ra chẳng ra cái gì cả, vội vàng theo trữ vật linh giới trong lấy ra một bộ quần áo. Hắn cùng Lâm Hạo thân cao, dáng người đều không sai biệt lắm. Nếu như hắn lần này động tác bị Đang Lăng tông người chứng kiến, nhất định sẽ khiếp sợ được trồng mắt đều đến rơi xuống. Cho tới bây giờ đều là người khác nịnh bợ đang đang đại sư, hắn làm sao như vậy đối đãi qua người khác. Ngô Thái Sơ cũng là một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, không ngớt lời nói. Lâm Hạo, nhanh cảm ơn đang đang đại sư. Nhưng mà, Lâm Hạo yên nguyên mây trôi nước chảy, thông dong bình tĩnh. Bỏ đi trường bào, Lâm Hạo lộ ra một thân rắn chắc cơ bắp. Hắn tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn gầy yếu, Nhìn cơ bắp căng đầy, giống như cương cân thiết cốt. Đường công rõ ràng, tự như lông bạn hổ cứ. Lông gân hổ cốt. Đang đang đại sư thần sắc đại chấn. Ngô tông chủ, người đệ tử này ta đã muốn. Đang đang đôi mắt một chuyến đột nhiên mở miệng nói. Hắn một lập tức xuyên lâm hạo ngưng huyết cảnh tam trọng tu vi, nhưng loại này tu vi có thể đem cơ bắp luyện đến trình độ này. Hắn dám nói, phóng nhãn toàn bộ nam cương phủ đều không có. Hơn nữa, kẻ này còn dùng cửu long hoa thành đan, bất kể là chó ngáp phải rùi cũng tốt, vận khí cho phép cũng thế, hắn cùng luyện đan tuyệt đối hữu duyên. Cái này, đan đan đại sư. Ngô Thái Sơ vẻ mặt xấu hổ. Cảm ơn y phục của ngươi, không qua đan lăng tông, ta không có hứng thú. Sư phụ, đêm nay ta quyết định lại đi tái sinh trì thử xem, cáo từ trước, muốn đi chuẩn bị một chút. Lâm Hạo mặc quần áo, trực tiếp cự tuyệt, rồi sau đó hướng ngoài cửa đi đến. Hiện tại cửu long luyện thần đang thành, lâm hạo tụ chân ngã thần hồn, tạo nên huyết mạch, thành công tỷ lệ cao tới 8 phần. Hôm qua được chứng kiến lâm hạo thức tỉnh huyết mạch, ngô thái Sơn nghe vậy, chứng kiến lâm hạo thần sắc, dĩ nhiên là kích động được bờ môi đều đang run rẩy. Bất quá, bị xem nhẹ đang đang tựu không dễ chịu rồi. Đang phương khóe miệng co lại súc, người khác khóc quỳ muốn bái nhập bọn họ xuống, hắn đều chẳng thèm ngó tới, hiện tại tự mình mở miệng rõ ràng còn bị cự tuyệt cái này tư vị thật không tốt thụ cho tới bây giờ đều là người cầu hắn lúc này bị lâm hạo như vậy đối đãi hắn có chút phẫn giận lên ha ha ngô tông chủ nếu như dùng hắn đổi cho ngươi tông môn trưởng lão đâu rồi ngô thái sơ cả kinh vừa mới hắn còn đang kỳ quái đâu rồi như thế nào cái này đang đang đã đến đi đang lăng tông trưởng lão lại không trở lại hiện tại xem ra là bị đang lăng tông giam rồi hai phái không có có ân oán gút mắt đàn lăng tông vì sao phải như thế không đợi ngô thái sơ trả lời đàn đàn nói tiếp ngô tông chủ các ngươi đạp thiên tông muốn tai và đến nơi rồi ngô thái sơ ánh mắt ngưng lại chẳng lẽ tác ma môn thế lực sau lưng là đàn lăng tông vì lâm hạo hắn hiện tại muốn vạch mặt nghe nói như thế lâm hạo bước chân dừng lại cũng là xoay người lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàn thư viện bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86. Một ngày làm hạng định. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Chương 86. Một ngày làm hạng định Lâm Hạo ghét nhất đúng là uy hiếp. Lúc này, vì mình đang đang rõ ràng dám uy hiếp Tông Môn, hắn sắc mặt lạnh xuống. Đang đang đại sư, ngươi ngược lại là nói nói đạp thiên tông tại sao lại đại họa lâm đầu. Lâm Hạo hờ hững mở miệng, chất vấn đang đang. Đối mặt đang đang, Lâm Hạo không sợ hãi chút nào, trên người rõ ràng xuất hiện một cổ khí thế. Lúc này, Lâm Hạo bộc lộ tài năng, giống như ẩn núp vạn năm thái cổ hung thú đang tài lộ ra răng nanh. Loại cảm giác này, coi như là đang đang đại sư, đều kinh hãi không hiểu. Đạp Thiên Tông ở bên trong, thân là Tông chủ Ngô Thái Sơ đều tại suy nghĩ phải như thế nào mở miệng, tiểu gia hỏa này rõ ràng dám chất vấn cho hắn, chỉ cần phần này đảm lượng, đã còn hơn quá nhiều võ giả. Bên cạnh, Ngô Thái Sơ cũng phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ một tiếng hổ thẹn, hắn sợ đầu sợ vĩ, rõ ràng còn không bằng lâm hạo. Đang trưởng lão, ta đạp thiên tông truyền thừa vạn năm tuế nguyệt, tuyệt đối sẽ không hủy trong tay ta. Nếu như các ngươi muốn tới, ta đạp thiên tông phụng bồi đến cùng. Ngô Thái Sơ lưng trong dây lát thẳng tắp, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Đang đang đại sư khóe miệng có lại súc, hắn không thể tưởng được chính mình một câu rõ ràng khiến cho lớn như vậy bắn ngược. Cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới đạp thiên tông tồn tại, để tôn sở kiến tông môn, tuy nhiên xuống dốc rồi, nhưng là nội tình có lẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tiểu gia hỏa kia một câu, rõ ràng lại để cho ngô thái sơ cường thế, đang đang lần nữa đối với lâm hạo thay đổi cách nhìn triệt để tương kiến. Hắn cười khổ một tiếng, nói. Ngô tông chủ, ngươi muốn đi nơi nào? Ta đang Lăng tông chỉ buôn bán, chú ý dĩ hòa vi quý, ta là muốn cùng ngươi làm nhất tông mua bán. Ngươi tông môn đến ta tông cầu mua đang dược trưởng lão, nếu như không phải ta xuất thủ cứu giúp, hiện tại chỉ sợ đã bị mất mạng rồi, rõ ràng có người dám công nhiên phục kích tông môn trưởng lão, ngươi nói các ngươi tông môn có phải hay không muốn đại họa lâm đầu rồi. Đang đang cũng không muốn đem cùng Đạp Thiên tông quan hệ làm cương vội vàng nói thẳng ra cái gì ngô thái sơ cả kinh cái này đối với tông môn mà nói tuyệt đối là đại sự cổ trưởng lão thế nào đang đang cười cười tràn đầy tự tin có ta ở đây hắn không chết được vậy ngày hôm nay đến ngô thái sơ yên lòng thử thăm dò vấn đề đang đang quét lâm hạo một mắt sau đó mới mở miệng chúng ta đang lăng tông chỉ buôn bán ta đảm đương nhưng là cùng quý tông buôn bán đến. Đại sư thỉnh giảng. Đang lăng tông ngoại trừ tại mỗi năm một lần tông môn đại hội bên trên bán ra đang dược bên ngoài, còn lại thời gian thế nhưng mà rất ít cùng tông môn khác giao dịch. Hiện tại hắn đã lại tới đây, cái kia chính mình tự muốn nắm lấy cơ hội. Đang đang lần nữa chiếm cứ chủ động, ha ha cười cười, không nhanh không chậm mở miệng. Quý tông muốn năm khỏa lông cân hổ cốt đang ta đã mang đến mặt khác cổ trưởng lão vọng động huyết mạch chi lực rất là khó giải quyết vì chậm trễ cứu chữa hắn ta dùng trọn vẹn ba khỏa cửu cửu tục mệnh đang ngô thái sơ sắc mặt bỗng nhiên khó coi tới cực điểm cổ trưởng lão rõ ràng vọng động huyết mạch chi lực có thể nghĩ đối phương quyết tâm muốn đưa hắn vào chỗ chết đây là đối với đạp thiên tông công nhiên khiêu khích ngô thái sơ khẳng định nổi giận ngô tông chủ cái này năm khỏa long cân hổ cốt đang ta có thể tặng cho ngươi nhưng này ba khỏa cửu cửu tục mệnh đang cũng có chút khó giải quyết rồi. Đang đang lại quét Lâm Hạo một mắt, mở miệng nói. Ngô Thái Sơ đương nhiên biết rõ hắn có chủ ý gì, trầm giọng nói. Ta đại cổ trưởng lão cảm ơn đại sư ân cứu mạng. Trừ hắn ra, điều kiện ngươi tới khai. Cửu cửu tục mệnh đang trân quý chắc hẳn tông chủ không phải rất hiểu rõ, ta tự nói nói. Phải biết rằng cổ trưởng lão vọng động huyết mạch chi lực, tuy nhiên nhặt về một cái mạng, nhưng nhất định ngã xuống cảnh giới. Cái này ba khỏa cửu cửu tục mệnh đang nhưng có thể lại để cho hắn bảo trì đỉnh phong tu vi 81 thiên. Nếu như ta không có đoán sai, cổ trưởng lão tu vi tại Quý tông có thể xếp tên top 3, lại để cho tu vi của hắn bảo trì đỉnh phong 243 thiên, chỗ tốt này không cần ta nói a. À. Cửu cửu tục mệnh đang giá trị khó có thể đánh giá, coi như là tại mỗi năm một lần tông môn đại hội bên trên, chúng ta cũng rất ít hội lấy ra đấu giá trừ hắn ra ta không biết là quý tông có thế năng lực có thế hoàn lại món nợ này ngô thái sơ sắc mặt thật không tốt xem đang đang nói là sự thật hiện tại đạp thiên tông hoàn toàn chính xác rất khó xuất ra lại để cho đang lăng tông tâm động đồ vật nhưng là lâm hạo đối với tông môn mà nói ý nghĩa trọng đại hắn là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp sắc mặt thay đổi mấy lần về sau ngô thái sơ cắn răng mở miệng nói đại sư không khỏi quá coi thường ta đạp thiên tông rồi ta à, tông môn truyền thừa vạn năm, có rất nhiều thứ đồ vật vượt qua đại sư tưởng tượng. Ta dùng lò đang cùng ngươi trao đổi, ta muốn ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, đang đang đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, bất quá lập tức hắn hay vẫn là lắc đầu, xem ra ngươi hay vẫn là đánh giá thấp cửu cửu tục mệnh đang giá trị, nếu như ngươi có thể xuất ra tên lô phổ bên trên lò đang, ta sẽ xem xét. Ngô Thái Sơ giận dữ, nói. Ly hỏa thần lô tính toán sao? ly hỏa thần lô, đứng hàng tên lò đang phổ thứ 10 vị, vi luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Nghe được ly hỏa thần lô, đang đang cũng là khiếp sợ, nhưng là hắn hay vẫn là lắc đầu. Vì một cái lâm hạo, Ngô Thái Sơ rõ ràng cam nguyện dùng ly hỏa thần lô trao đổi, điều này nói rõ lâm hạo giá trị xa xa không chỉ chính mình chứng kiến điểm ấy. Ngươi Ngô Thái Sơ nắm đấm nhanh nắm, xoẹt dọẹt trung động. Nhưng vào lúc này, một cái chậm rì rì thanh âm vang lên. Ba khỏa cửu cửu tục mệnh đang mà thôi, trong mắt ta, cái rắm cũng không phải. Không chỉ nói ly hỏa thần lô, coi như là trong đan vân đường này thuận tiện một cái lò đan đều so nó đáng giá. Đan đan đại sư, ngươi không khỏi quá để ý mình rồi. Đan đan rõ ràng dùng ba khỏa như vậy đang dược đến bức bách ngô thái sơ, lâm hạo nhìn hồi lâu, rốt cục nhìn không nổi nữa, Cửu cửu tục mệnh đang cùng khởi tử hồi sinh đang so với quả thực không đáng một đồng, buồn cười lão gia hỏa này còn bắt nó đương bảo bối, khẩu khí thật lớn. Đã ngươi nói như vậy, dù cho lò đang ta đều không muốn, ta muốn miệng ngươi trong cái rắm cũng không phải cửu cửu tục mệnh đang. Ngươi có thể xuất ra cái này đang, lão phu tự mình học thuộc cổ trưởng lão hồi đạp thiên tông. Đang đang cũng nổi giận, cửu cửu tục mệnh đang tại toàn bộ Nam Cương Phủ chỉ có hắn một người biết luyện chế, rõ ràng bị Lâm Hạo dùng để cùng giá trị mấy ngàn lượng ngân phiếu rác rưởi lò đang so, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Ta đạp thiên tông truyền thừa vạn năm, rất nhiều thứ đồ vật vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đang đang đại sư, ta xem ngươi bây giờ cũng có thể đi học thuộc cổ trưởng lão trở lại rồi. Lâm Hạo lão thần khắp nơi, vẻ mặt lạnh nhạt. Sau khi nói xong, hắn còn hướng phía Ngô Thái Sơ nháy mắt ra hiệu một phen đang đang cả kinh, lập tức phủ nhận ý nghĩ trong lòng, nếu như đạp thiên tông thực sự cửu cửu tục mệnh đang, không đáng dùng ly hỏa thần lô để đổi. Trong vòng ba ngày, ngươi thật có thể xuất ra cái này đang, về sau lão phu nhìn thấy đạp thiên tông đệ tử, vô luận người phương nào, đều đi vãn bối chi lễ. Nếu như ngươi cầm không xuất ra, ngoan ngoãn cùng ta hồi đang lăng tông. Đối với chính mình đang, đang đang tin tưởng mười phần, cắn răng một cái, hứa trận tiếp theo hào đánh bạc lâm hạo khóe miệng dương lên lắc đầu nói không cần ba ngày ngày mai cái lúc này ngươi tới cầm đan nhưng là ta có một cái điều kiện ngươi phải lập tức đem cổ trưởng lão an toàn đưa về đạp thiên tông chứng kiến lâm hạo biểu lộ đang đang trong nội tâm lập bập một tiếng bay lên một loại dự cảm bất hảo hắn chỉ sở dĩ nói ba ngày chính là sợ đạp thiên tông có thủ đoạn đến mặt khác tông môn cầu đan phải biết rằng cái này đang đang lăng tông tổng cộng bán đi ba khỏa nhưng là lúc này lâm hạo nói chỉ cần một ngày hắn có chút tâm thần bất định rồi bất quá lập tức hắn lại vẽ mặt hưng phấn cho dù đạp thiên tông có cao nhân hiện tại ra tay luyện chế cái này đang dược cũng không phải một ngày thời gian có thể luyện thành một lời đã định ta tự mình trở về tiếp cổ trưởng lão trở lại thuận tiện lại vì ngươi chuẩn bị điểm lễ vật dù sao ngày mai cái lúc này ngươi chính là ta đang lăng tông một phần tử rồi đang đang nói xong đắc ý hướng ngô thái sơ cười cười rồi sau đó thân hình nhoáng một cái bóng người đều mất một ngày thời gian ba khỏa cửu cửu tục mệnh đan lâm hạo ngươi cái này da trâu thổi trúng quá lớn ta biết rõ ngươi là muốn giấy nợ đang đại sư chi thủ lại để cho cổ trưởng lão an toàn phản hồi tông môn nhưng là ngươi sẽ không sợ hắn nổi giận ngươi sẽ không thực cho rằng đến lúc đó ngươi chỉ phải đáp ứng đi đang lăng tông việc này thì xong rồi a à. Ngô Khuê ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Lâm Hạo, thằng này là không biết đang đang đại sư lợi hại, rõ ràng ở trước mặt hắn đùa nghịch tiểu thông minh. Im miệng. Người mau cút trở về chiếu cố linh đế đại nhân. Lâm Hạo còn chưa mở khẩu, Ngô Thái Sơ đã nổi giận. Ngô Khuê tại Lâm Hạo trước mặt dám hung hăng càng quấy, nhưng là vừa gặp phải Ngô Thái Sơ, hắn lập tức dịu dàng ngoan ngoãn được như là con cừu nhỏ, đáp ứng một tiếng về sau, nhanh chóng chạy. Chạy phía trước, hắn vẫn không quên dùng ánh mắt thương hại nhìn nhìn Lâm Hạo. Thằng này thực đương chính mình là thủ tịch đại đệ tử rồi, rõ ràng tại sư phụ trước mặt tự chủ trương, nhất định sẽ lại để cho sư phụ đuổi ra khỏi cửa. Sư thúc tổ, ngài. Ngài biết luyện đan. Ngô Khuê vừa đi, tả hữu không người, Ngô Thái Sơ đối với Lâm Hạo thái độ cung kính tới cực điểm, vẻ mặt hy vọng chầm chầm vào Lâm Hạo. Lâm Hạo cũng không giấu giếm, gật đầu nói, cái khác đang ta có lẽ sẽ không nhưng cái này cửu cửu tục mệnh đang hay vẫn là rất dễ dàng ngô thái sơ đôi mắt rồi đột nhiên trừng lớn như chuông đồng luyện chế cửu cửu tục mệnh đang rất dễ dàng hắn không nghe lầm chứ nếu quả thật dễ dàng cũng sẽ không đến bây giờ mới thôi đang lăng tông mới đấu giá ba khỏa rồi sư phụ ngươi cái này cái gì biểu lộ đối với ta không tin rằng chứng kiến ngô thái sơ một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ Lâm Hạo ngữ khí nhẹ nhõm mà nói. Ngô Thái Sơ vội vàng hoàng hồn, sư thúc tổ, đệ tử không dám. Ngài cần gì, đệ tử ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngài chuẩn bị, một ngày thời gian quá mức gấp gáp rồi. So sánh với Ngô Thái Sơ lúng cuốn tay chân, Lâm Hạo trấn định như lão tăng. Hắn lắc đầu, bình tĩnh trấn định, nói. Không có vội hay không, ngày mai nói sau. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, buổi tối đi tái sinh trì ba khỏa cửu cửu tục mệnh đang mà thôi, Lâm Hạo hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn hiện tại tập trung tinh thần muốn đều là tạo nên huyết mạch sự tình. Ngày mai nói sau. Ngô Thái Sơ cảm giác mình muốn điên rồi. Đang đang đại sư nói ba ngày, vậy thì chứng minh cái này đang hắn luyện chế đều cần muốn lúc này, cái này sư thúc tổ mở miệng tự là một ngày, vốn cho là sư thúc tổ lập tức muốn bắt đầu, nhưng hiện tại sư thúc tổ lại bình tĩnh bảo ngày mai nói sau ngô thái sơ đã tìm không thấy hình dung từ để hình dung hắn lúc này tâm tình đúng lúc này ngô khuê lại đi mà phục con cách thật xa hắn tựu lớn tiếng hét lên sư phụ sư phụ việc lớn không tốt rồi nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì ngô thái sơ quát lớn rồi sau đó hỏi ngô khuê chuyện gì sư phụ thiên đoái phong mười đại kim cương đang khắp nơi tìm lâm sư huynh nói muốn khiêu chiến sư huynh Ngô Khuê kinh hoảng mà nói. Ngô Thái Sơ cũng là nheo mắt, đều đã đến. Thiên đoái phong mười đại kim cương, tu vi đều đều tại ngưng huyết cảnh ngũ trọng, một thân hoành luyện công phu càng là đã như nơi tuyệt hảo, trong mười người tùy tiện một người đều có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực cường hãn. Khá lắm tần thiên long, lại muốn xa luân chiến. Ngô Thái Sơ trong mắt có sát cơ hiện lên. Lâm Hạo lại như cũ thông dông, vui vẻ hiển hiện. hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 87 Cách không chiến đế tôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 Cách không chiến đế tôn, ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, ngày mai nói sau Ngô Thái Sơ như thế nói ra Ngô Khuê há to miệng, không có trả lời Bọn hắn ở nơi nào? Lâm Hạo mí mắt đều không ngẩn thoáng một phát. Tuy nhiên không chào đón Lâm Hạo, nhưng Ngô Khuê ngược lại là rất bội phục Lâm Hạo trấn định. Bọn hắn tại chứng nhận bệ thần. Sư huynh, ngươi phải cẩn thận, bọn hắn tu vi đều tại ngưng huyết cảnh ngũ trọng, ta tuy nhiên tu vi so với bọn hắn cao nhất trọng, nhưng đối với bên trên trong bọn họ tùy ý một cái đều muốn phí chút ít công phu. Tuy nhiên Ngô Khuê rất muốn nhìn đến Lâm Hạo ngược đãi nhưng cũng không phải thiên đoái phong người, hắn đã sớm xem tần thiên long không vừa mắt rồi, chỉ bất quá hắn không có lâm hạo đảm lượng. Ngô Khuê nói ra lời nói này, lâm hạo có chút ngạc nhiên, hướng ngô thái sơ cùng hắn nhẹ gật đầu, hướng chứng nhận bệ thần mà đi. Ngô thái sơ không có ngăn cản, mà là đi theo. Chứng nhận trên bệ thần, lúc này tụ tập không ít đệ tử. Tông môn trong có thủ tịch đại đệ tử tin tức này đã tại tông môn truyền ra, nghe nói còn là một ngưng huyết cảnh tam trọng phàm thể lần này đạp thiên tông lập tức tạc mở nồi đặc biệt là rất nhiều tự xưng là thiên tài đệ tử càng là hận không thể trừ lâm hạo cho thống khoái không chỉ nói thiên tài đệ tử mà ngay cả bình thường đệ tử trong nội tâm đều không phục lắm lúc này nghe thấy mười đại kim cương ra tay muốn giáo huấn một chút cái này cái gọi là thủ tịch đại đệ tử như thế nào hội không đến vây xem đâu cái này đều đi qua thời gian dài như vậy rồi, hắn có lẽ cũng nhận được tin tức rồi, như thế nào còn không có xuất hiện đâu rồi. Có đệ tử trong mong dùng trong mong. Dùng ta xem a, à, hắn khẳng định có lại đến trong mai rùa rồi. Cũng đúng, nghe nói hắn gậy yếu giống như căn cây gậy trúc, cái này mười đại kim cương muốn bóp chết hắn, tự cùng bóp chết con kiến không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi nói được ngược lại là hình tượng. Ngày hôm qua gia trâu thổi phá thiên, hôm nay ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Chúng ta không cần như vậy phế vật đại sư huynh. Đúng đấy, đạp thiên tông không cần như vậy bọn hèn nhát. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng xúc động. Chứng nhận bệ thần trung ương vòng tròn bên ngoài, 10 cái người vạm vỡ xếp thành một hàng, bọn hắn thân cao tiếp cận 2M, đại mùa đông rõ ràng tất cả đều hai tay để trần, lộ ra trắng chắc cơ bắp. Nghe được chung quanh liên tiếp tiếng hò hét, bọn hắn đều đều lộ ra vui vẻ. Nhưng mà, sau một khắc, hiện trường thanh âm rồi đột nhiên biến mất, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bọn hắn đều đều nhìn về một cái phương hướng. Chỉ thấy mây mù lượng lờ ở bên trong, một bóng người tay áo bồng bềnh đạp trên xích sắt mà đến, nhàn nhã dạo chơi, giống như tại du sơn ngoạn thủy một loại. Đó là... Lâm Hạo. Có từng thấy Lâm Hạo khuôn mặt đệ tử nhận ra người tới hắn rõ ràng thực có can đảm đến phó ước. Có đệ tử trừng to mắt, lẩm bẩm nói. Mấy cái cậu mà thôi, có gì không dám. Lâm hạo thính lực có chút kinh người, người vẫn còn trăm mét có hơn, gào thét gió lạnh yên nguyên không thấy tiếng vang hắn thính giác, nghe vậy cất cao giọng nói. Mười đại kim cương hai đấm đồng thời nắm chặt, răng rắc giòn vang ở bên trong, chậm chậm vào lâm hạo, trong đôi mắt sát cơ tất hiện. Mà lúc này, Lâm Hạo đã lên chứng nhận bệ thần. Ngươi thành công chọc giận chúng ta, hôm nay, ngươi đem sẽ trở thành là trên đại lục ngắn nhất mệnh thủ tịch đại đệ tử. Mười đại kim cương trong một người trong đó, nộ khí trùng thiên, cái kia thần sắc hận không thể nuốt Lâm Hạo. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi đến chứng nhận bệ thần trung ương tròn trong vòng, đối với vừa vặn ra khỏi miệng người ngoắt ngón tay. Cái kia kim cương đôi mắt đột nhiên trợn tròn. Lại để cho người sợ chung quanh vây xem đệ tử bởi vì này một mắt, bị dọa đến rút lui. Tốt hung hăng càng quấy, rõ ràng dám khiêu khích kim cương. Có đệ tử thấy như vậy một màn, mở to hai mắt nhìn. Dùng cho tông môn khảo hạch tinh thạch phía sau cửa, ngô thái sơ ánh mắt như điện, chầm chú nhìn chầm chầm chứng nhận bệ thần, chứng kiến lâm hạo động tác, trong đôi mắt hiện lên một tia lo lắng. Kim cương trừng mắt có thế hàng mà, sư thúc tổ thật sự không nên khiêu khích hắn chứng nhận trên bệ thần, cái kia kim cương một cước bước vào chính giữa vòng tròn, rồi sau đó một quyền oanh ra. Mặc dù tại đây có thể áp chế cảnh giới, nhưng cái này kim cương một quyền đánh ra, vốn cánh tay tráng kiện yên nguyên lại thô một vòng, cờ bắp giống như là muốn muốn nổ tung lên. Lâm hạo thân thể cùng kim cương vừa so sánh với, quả thực tự như là hài nhi, cái này kim cương một quyền dội thẳng lâm hạo đỉnh đầu. Bá đạo vô cùng. Lâm hạo lông mi buông xuống, bất vi sở động hai người bọn họ người tầm đó căn bản cũng không có có thể so sánh tính chúng ta sư huynh đầu muốn nổ bung roài có đệ tử nhìn có chút hả hê trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang thật là lợi hại kim cương quyền mặc dù là áp chế cảnh giới một quyền này của hắn ít nhất cũng có hơn 4.000 cân sức lực lớn có biết hàng đệ tử rung động vô cùng cũng có người không đành lòng chứng kiến kế tiếp phát sinh một màn quay đầu đi nguyên bản đứng tại tinh thạch phía sau cửa ngô thái sơ, sắc mặt đại biến, trong tay cài lên một cục đá, công ngón búng ra. Kim cương nén giận một kích, mặc dù là áp chế tại ngưng huyết cảnh tam trọng, yên nguyên không phải hiện tại lâm hạo có thể thừa nhận được. Cục đá vừa vội vừa nhanh, phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến chứng nhận bệ thần. Nhưng mà, chứng nhận bệ thần trung ương coi như có một đạo bình chướng vô hình, cục đá vừa đến hóa thành cho bụi. Ngô Thái Sơ sắc mặt đại biến, muốn cứu viện đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, Long mi buông xuống Lâm Hạo đột nhiên động. Hắn không có lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, mà là đưa tay ra, chụp vào đỉnh đầu bá quyền. Châu chấu đá xe. Cho ta toái. Cái kia kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế đại thịnh. Tại hắn xem ra, Lâm Hạo động tác hoàn toàn là tại tìm chết. Nhưng mà, phía dưới phát sinh một màn kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt chỉ thấy lâm hạo dùng cái kia chỉ có kim cương quyền đầu một nửa không đến bàn tay nhỏ bé chống đỡ kim cương nén giận một quyền điều này sao có thể loại này tràn cảnh rung động tất cả mọi người à cái kia kim cương hoàn toàn không thể tin được rồi sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trên người lực lượng lần nữa bạo tăng nhưng mà hắn nhất định là phí công tại lâm hạo trong lòng bàn tay Hắn quyền gần không được mảy may. Cái này kim cương không phải là cố ý phóng nước a." À? Có đệ tử nghi ngờ nói. Mười đại kim cương tại Đạp Thiên Tông hung danh tại bên ngoài, rất nhiều người được chứng kiến sự lợi hại của bọn hắn, hiện tại rõ ràng liền một cái ngưng huyết cảnh tam trọng phàm thể đều bắt không được, ngoại trừ phóng nước, bọn hắn không thể tưởng được lý do khác. Cái kia kim cương nghe vậy, giận tím mặt, lần nữa gào thét, khuôn mặt đỏ lên đến màu tím nắm đấm vừa lui lần nữa oanh ra. Lâm Hạo một dẫn vùng, cái kia kim cương một cái lão đảo, một quyền này đột nhiên đánh trúng mặt đất. Oanh. Chứng nhận bệ thần đều tại dưới một quyền này có chút chấn động. Tần Thiên Long thủ hạ tận dưỡng phế vật. Áp chế cảnh giới, quá không có tính khiêu chiến rồi, chờ ta tạo nên huyết mạch, một người chiến các ngươi toàn bộ. Lâm Hạo trong nội tâm đã nắm chắc, rời khỏi vòng tròn, như thế nói ra, hắn đây là ý gì ngươi ngu xuẩn a à, ngươi đây đều nghe không hiểu ý của hắn là chờ hắn đến ngưng huyết cảnh tứ trọng không áp chế cảnh giới nhảy lên mười móa lời này cũng quá kiêu ngạo đi à nha cái rắm ở đâu là hung hăng càng quấy rõ ràng là kế hoãn binh chờ hắn thức tỉnh huyết mạch cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào quá âm hiểm rồi cho rằng đánh thắng một cái kim cương tự cũng tìm được tông môn thừa nhận sư huynh ngươi đi chiến hắn. Ha ha, ta tu vi ngừng huyết cảnh lục trọng, đây không phải khi dễ hắn nha. Nhưng mà, những lời này lại bị Lâm Hạo đã nghe được, chầm chầm vào phát ra tiếng chỗ, hắn trong đôi mắt chiến ý tàn sát bừa bãi, ngươi tới thử xem. Không có người đáp lại. Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, chầm chầm vào mười đại kim cương, ta sẽ không lại ra tay, áp chế cảnh giới, các ngươi không có cùng ta một trận chiến tư cách. Muốn chiến, hiện tại lại để cho Tần Thiên Long chính mình đến. Hắn không phải muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Nếu như ở chỗ này, ta bại, tự vận tại chỗ, hắn bại, tự cút cho ta ra đạp thiên tông. Lâm hạo ngữ khí bong bong, liều lĩnh không cùng. Hắn đương nhiên không phải bắn tên không đích, ngừng huyết cảnh tam trọng bất quá là võ giả sơ thủy cảnh giới, có thể sử dụng đích thủ đoạn thật sự là quá ít, tại cảnh giới này, hắn có tuyệt đối tự tin, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Việc thần cảm thiên quyết chính là đế thuật, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, hắn lại luyện thành thần bí chân khí, quy lực càng lớn. Có thể không chút nào khoa trương mà nói, mặc dù là đế tôn hàng lâm, tại ngưng huyết cảnh tam trọng hắn dĩ nhiên có tất thắng nắm chắc. Giờ khắc này, lâm hạo ngạo nghễ mà đứng, có ta vô địch khí thế bàn bạc mà ra, nhìn chung quanh toàn trường, lại không một người dám cùng hắn đối mặt. Xa xa, liền ngô thái sơ đều tự hồ nếu có điều cảm giác, khiếp sợ dị thương. Sau một khắc, hắn đôi mắt đột nhiên đại trương. Chỉ thấy chứng nhận bệ thần ba chữ rồi đột nhiên lóe lên, rồi sau đó hóa làm một cái nắm đấm nhắm lâm hạo mà đi. Ngô Thái Sơ liền lùi lại mấy bước, rung động đến tột đỉnh. Cả đời không dung nhị đế, chẳng lẽ nói lâm hạo gây ra đã đến đế uy. Vạn năm về sau, đạp thiên tông khai tông tổ sư thấy cái mình thích là thèm, lại muốn cùng lâm hạo một tranh giành cao thấp. Ngô Thái Sơ chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, kinh hãi không hiểu. Chứng nhận trên bệ thần, Lâm Hạo thình lình quay người, đôi mắt ngưng tụ, chầm chầm vào hư không. Trong hư không, tinh hà ngang trời, nhật nguyệt cùng hiện. Càng có đình đài lầu các trầm rộ, vậy mà xuất hiện ảo ảnh kỳ cảnh. Mà một cái nắm đấm tự trong lầu các phá không mà đến, chỉ có Lâm Hạo nắm đấm giống như lớn nhỏ, tốc độ giống như ốc sên. Nhưng mà, lâm hạo lại cảm nhận được áp lực trước nay chưa có áp lực càng thêm lại để cho hắn khiếp sợ chính là trong lòng của hắn có một loại hiểu ra một quyền này tuyệt đối là dùng ngưng huyết cảnh tam trọng tu vi đánh đi ra giờ khắc này lâm hạo trong cơ thể thái cực độ không cần hắn thúc giục đã tự hành điên cuồng vận chuyển ở kiếp này ta phải đi vô địch đường thần cản sát thần mà ngăn cản diệt ma ngăn cản ta nói người mặc dù là thiên ta cũng muốn nghiền áp trong nội tâm bay lên vô địch tín niệm, Lâm Hạo đối với hư không, một quyền oanh ra. Hắn đang làm gì thế? Không biết a, à, hắn phía trước cái gì cũng không có. Lâm Hạo có thể chứng kiến nắm đấm, mọi người tại đây lại tất cả đều không thể gặp. Chỉ có xa xa Ngô Thái Sơ, đôi mắt trừng lớn, chầm chầm vào chứng nhận bệ thần, kinh hãi đến tột đỉnh. Ngay tại dưới nhìn chăm chú của hắn, Lâm Hạo quyền cùng trong hư không quyền đụng vào nhau. Âm âm. Ngô Thái Sơ phản phất chứng kiến trong hư không xuất hiện nổ lớn, rồi sau đó định đài lầu các hóa thành bột mịn. Cái con kia nắm đấm từng khúc trạng nước, cuối cùng tại trong hư không muốn nổ tung lên. Mà Lâm Hạo quần áo bay phất phới, ngạo nghễ mà đứng, đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp tinh hà, lưng đeo nhật nguyệt. Đại đế có tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Phốc. Ngô Thái Sơ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hết thảy tất cả cũng không trông thấy rồi, chỉ có xa xa lâm hạo lông mi buông xuống. Vừa mới hết thảy nói rõ cái gì? Chẳng lẽ nói tổ sư tại nói cho ta biết, lâm hạo là đạp thiên tông trung hưng chi chủ. Ngô Thái Sơ thân thể run rẩy không ngừng, hôm nay nhìn thấy một màn nhất định nương theo hắn cả đời. Nhưng vào lúc này, Ngô Thái Sơ một tỷ muốn nứt. Chỉ thấy chứng nhận trên bệ thần, Lâm Hạo chưa có trở về thần, mà mười đại kim cương một trong rõ ràng một quyền oanh hướng Lâm Hạo phía sau lưng. Bọn chuột nhắc, ngươi dám. Ngô Thái sơ hận muốn điên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng mà, tự hồ hay vẫn là đã chậm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Cùng Thiên Tranh Phong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 88 cùng thiên tranh phong chứng nhận bệ thần cùng tinh thạch môn cách xa nhau vài trăm mét, kim cương chi thủ khoảng cách lâm hạo phía sau lưng chỉ có vài mét, ngô thái sơ dụ có thông thiên triệt địa chi năng, cũng bất lực. Lâm hạo vừa mới cùng trong hư không nắm đấm đúng rồi một quyền, tuy nhiên thành công đánh bại hư không, nhưng là khí huyết phiên cổn. Thế nhưng mà, hắn lại không quan tâm, tâm thần đều đắm chìm tại trong hư không kia một quyền phía trên. Hắn cùng lâm gia huấn luyện viên quyết đấu, phục chế thứ chín u xương khô trảo, cùng ngô chấn quyết đấu, đồng dạng có thế phục chế hắn thương thuật, nhưng là đối mặt trong hư không cái này bụng dạ thẳng thắng một quyền, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu quỷ tích. Cái này lại để cho Lâm Hạo hoảng sợ đồng thời, càng là không chịu thua, ngừng huyết cảnh tam trọng đánh đi ra một quyền, hắn rõ ràng nhìn không thấu hư thật, cái này quá đã kích người rồi. Vì vậy, Lâm Hạo linh đài một mảnh không linh, trong đầu chỉ có một quyền kia. Không bao lâu, Lâm Hạo trong đôi mắt kinh hiện vẻ kinh hãi. Hóa phàm vi giảng, một quyền kia ẩn chứa quyền pháp chí lý. Cũng đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Bọn chuột nhắc, ngươi dám. Lâm Hạo trong nội tâm cảnh giác cảm giác đại thịnh, nhưng kim cương quyền đã đến. Một quyền này nhanh đến mức tận cùng, đúng là lại để cho Lâm Hạo liền quỷ mị thần hành bộ đều thi triển không kịp. Lâm Hạo mặc dù kinh bất loạn, thần bí chân khí lập tức điều động đến phía sau lưng cho dù lâm hạo gân cốt đã đến long gân hổ cốt chi cảnh cho dù vận chuyển thần bí chân khí hộ thể nhưng kim cương ngưng huyết cảnh ngũ trọng tu vi một kích toàn lực lực lượng sao mà kinh người lâm hạo phía sau lưng đã trúng một kích trọng quyền toàn thân như bị sét đánh như là diều bị đứt dây đã bay đi ra ngoài không trung bỏ ra mảng lớn huyết vụ đúng lúc này ngô thái sơ cũng đã đến nguyên bản đánh về phía kim cương thân hình một chuyến lập tức đem lâm hạo thân thể tiếp được cuối đầu xem xét lâm hạo sông mắt nhắm chặt sắc mặt thảm trắng như tờ giấy miệng lớn ho ra máu hơi thở mong manh ngô thái sơ điên cuồng điều động chân nguyên muốn bảo vệ lâm hạo tâm mạch nhưng lại để cho ngô thái sơ hoảng sợ chính là hắn chân nguyên tiến vào lâm hạo trong cơ thể lập tức biến mất không kịp muốn nguyên nhân ngô thái sơ sợi tóc chuẩn bị dựng đứng hắn đúng là phát hiện lâm hạo xương sống đại cốt đã tại kim cương cương mảnh một quyền phía dưới bị đánh nát, chung quanh cũng không biết bao nhiêu gân cốt đứt gãy. Ngô Thái Sơ song mắt đỏ bừng, thân hình lóe lên, một chưởng chụp về phía cái kia kim cương đầu lâu. Tại Ngô Thái Sơ trong nội tâm, Lâm Hạo Mệnh so chính hắn đều trọng yếu gấp trăm lần nghìn lần, lúc này, bị hắn dết cơ hiện lên. Ngô Thái Sơ tu vi thâm bất khả trắc, ngừng huyết cảnh ngũ trọng võ giả ở trước mặt hắn, như là con sâu cái kiến. Chưởng chưa đến, cái kia ra tay đánh lén kim cương đã bị khí thế cường đại ép tới mềm liệt trên mặt đất. Vừa mới đánh lén thành công, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý hắn, lúc này vẻ mặt tuyệt vọng. Tông chủ ra tay, tại đạp thiên tông chỉ sợ không người có thể cứu hắn. Nhưng mà, một thanh âm vang lên, ngạnh xanh xanh lại để cho ngô thái sơ bàn tay lơ lửng ở đằng kia kim cương đỉnh đầu chưa đủ một tấc chỗ. Dừng tay. Thanh âm này không lớn, thậm chí có thể dùng âm thanh như mũi nột để hình dung, nhưng là nghe vào ngô thái sơ trong tai, lại giống như kinh lôi. Cúi đầu hướng trong ngực nhìn lại, Lâm Hạo tuy nhiên con mắt quan ảm đạm, cũng tại hướng về phía hắn cười. Ngô thái sơ lòng như đau cắt. Xương sống đại cốt bị đánh nát, không chỉ nói tu hành võ đạo, tự là muốn đứng lên cũng khó khăn, đây đều là hắn lơ là sơ xuất tạo thành, hắn hiện tại hận không thể lấy cái chết tạ tội. Sư phụ, mạng của hắn lưu cho ta lâm hạo thanh âm không lớn đã có một loại không thể nghi ngờ khí thế ngô thái sơ sững sờ rồi sau đó gật đầu sư phụ ta cần đi tái sinh trì lâm hạo nói khẽ ngô thái sơ đôi mắt sáng ngời ôm lấy lâm hạo bay vút mà đi chứng nhận trên bệ thần mười đại kim cương còn lại chi nhân vội vàng kéo trên mặt đất kim cương nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra hắn rõ ràng còn còn sống cái kia kim cương lau đem mồ hôi lạnh rồi sau đó cười lạnh hắn xương sống đại cốt đã bị ta đánh nát đời này nhất định là một phế nhân cái này chẳng phải là so giết hắn đi càng hoàn mỹ tốt chúng ta mau đi trở về phục mệnh còn lại chi nhân thần sắc đều đều phấn chấn mà đạp thiên phong bên trên ngô thái sơ ông lâm hạo bay vút tự trách không thôi sư thúc tổ đều tại ta không có kịp thời đuổi tới ngài yên tâm cho dù đạp phá trên phiến đại lục này, ta cũng muốn lại để cho ngài khôi phục như lúc ban đầu. Sư phụ, ngươi cố tình rồi, bất quá vừa mới ta là cố ý. Lâm Hạo sắc mặt tái nhợt, lại vẻ mặt tươi cười. Ngô Thái sơ chân bữa tiếp theo. Chỉ bằng hắn ngưng huyết cảnh ngũ trọng tu vi, muốn đánh nát ta xương sống đại cốt, đánh gãy ta gân cốt. Ta chẳng qua là mượn hắn chi thủ, gia tăng ta tái tạo huyết mạch thành công tỷ lệ mà thôi lâm hạo trong giọng nói có cường đại tự tin ngô thái sơ đôi mắt rồi đột nhiên trừng lớn bị đánh nát xương sống đại cốt lại là sư thúc tổ trong kế hoạch một khâu cái này lại để cho hắn rung động nếu như là người khác nói như vậy ngô thái sơ chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng là lâm hạo có một loại lại để cho hắn không thể nào nghi vấn thần kỳ mị lực nguyên lai hết thảy đều ở sư thúc tổ trong lòng bàn tay cái kia kim cương phải là biết rõ hắn bất quá là sư thúc tổ trong tay một con cờ về sau không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết ngô thái sơ cảm thán nói trong đôi mắt có vui vẻ thoáng hiện ngày mai sẽ biết lâm hạo ánh mắt ngưng lại có sát ý lóe lên tức không có vừa mới hắn vốn là định dùng thần bí chân khí ngăn cản kim cương chi quyền nhưng là ngay tại điều vận chân khí trong nháy mắt đó hắn nghĩ tới dịch minh thành tự tạo huyết mạch quá trình nhớ tới hắn cái này thần bí chân khí thần kỳ rồi sau đó ý niệm một chuyến hắn không hề dùng chân khí hộ thể ngược lại bảo vệ tâm mạch nhưng là cho dù cái này kết quả là hắn muốn không có nghĩa là hắn hội tha thứ cái kia người đánh lén ngô thái sơn nghe vậy trong nội tâm dễ dàng hơn nhưng hắn như trước không dám lãnh đạm dùng tốc độ nhanh nhất đem lâm hạo đưa đến tái sinh trì tái sinh trì ở bên trong lâm hạo khoanh chân mà ngồi thân thể còng xuống xương sống đại cốt bị đánh nát, không chỉ nói thẳng tắp lưng, coi như là ngồi cũng cần lớn lao nghị lực. Kịch liệt đau nhức lại để cho Lâm Hạo trắng bệch mặt càng lộ ra trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi lạnh rung mà xuống. Nhưng Lâm Hạo trở nên mạnh mẽ ý niệm trước nay chưa có mãnh liệt, du ngoạn sơn thủy võ đạo đỉnh phong võ đạo chi tâm, trong thiên hạ không có bất kỳ sự vật có thể rung chuyển. Cắn chặt răng kiên trì, Lâm Hạo ăn vào cái kia khỏa cửu long luyện thần đan cửu long hoa trải qua 9.000 năm thai ngén mà thành, có không cách nào tưởng tượng công hiệu, Lâm Hạo vừa mới hóa khai đang dược, thân thể đã có phản ứng. Nhưng mà, loại này phản ứng lại làm cho Lâm Hạo tim đập nhanh. Oanh! Trong biển ý thức một tiếng vang thật lớn, thẳng lại để cho Lâm Hạo tâm thần rung mạnh. Một cổ ngập trời khủng bố khí tức phồn vinh mạnh mẽ mà ra, giống như hung ma xuất thế. Trong ý thức, Lâm hạo thình linh chứng kiến một vật lưng đeo tam sơn ngũ nhạt nhập giang hà xuống hồ biển, giang hà chi thủy ngập trời, hồ biển chi thủy che lấp mặt trời. Rồi sau đó, nó thân hình giảm đi, lập tức lại có một hung vật xuất thế, thân giống như xài báo, miệng hàm bảo kiếm, dùng thiên địa mà đứng, vắt ngang không biết bao nhiêu vạn mét. Nó giận giữ mục, tắt thì gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Rồi sau đó, nó biến mất không thấy gì nữa, lập tức lại có hung vật hiện thế cứ như vậy long chi cửu tử từng cái tại lâm hạo trong ý thức xuất hiện hiệp thiên địa chi uy trong quá trình này lâm hạo nhỏ bé như con sâu cái kiến nhưng là hắn hoàn toàn bất vi sở động xem tuyệt thế hung vật như không có gì rốt cục hết thảy gió êm sóng lặng thiên địa quy về yên tĩnh lúc này tại lâm hạo trong ý thức xuất hiện dị tượng núi cao thẳng nhập vân tiêu san sát nối tiếp nhau bên trên bầu trời nhật nguyệt cùng hiện giống như tiến vào mang hoang thời đại. Lâm Hạo đôi mắt đột nhiên ngưng tụ, ngay tại trong dị tượng này một giọt nhỏ bé đến có thể không đáng kể bọc nước xuất hiện. Bọc nước ống ánh sáng long lanh, lơ lửng hư không, giống như từ xưa tới nay tự huyền đậu ở chỗ đó một loại. Không biết bao nhiêu vạn năm qua đi, nguyên bản ống ánh sáng long lanh bọc nước trong xuất hiện điểm đen, rồi sau đó điểm đen càng ngày càng dài. Cuối cùng nhất phá châu mà ra cái kia điểm đen dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ càng ngày càng dài, càng lúc càng lớn. Rồi đột nhiên tầm đó, một tiếng rồng ngâm vang lên, chấn vỡ núi cao, đóng lạc nhật nguyệt. Điểm đen hóa thành một đầu mặt lông, nhìn lại Lâm Hạo một mắt, thân thể uốn éo, phá toái hư không, phá không mà đi. Lâm Hạo ý thức trở về vị trí cũ, mừng rỡ như điên. Vốn cho là chỉ có thể nhìn thấy Long Chi Cửu tự thứ nhất, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chẳng những cửu tử hắn hiện, càng kinh gặp mặt lông. Rồi sau đó, càng là quan sát đến mặt lông mới thành lập, quy năng không cùng. Muốn hay không thần hồn hóa rồng? Loại ý nghĩ này lóe lên, lập tức bị Lâm Hạo không nhận. Bước qua ngự nguyên cảnh đạt tới tụ hồn cảnh về sau, huyết mạch cùng thần hồn hợp nhất tài năng thành tựu hóa linh. Thần hồn hóa rồng tuy uy lực không cùng, nhưng nhất phù hợp vĩnh viễn là mình, dùng chân ngã vi thần hồn, hắn có thể diễn biến vạn vật. Đắm chìm tâm thần, lâm hạo thần hồn lại hiện ra, như là lớn nhỏ cỡ nắm tay thần hồn lần nữa bị hắn áp súc, nhắm đang điền mà đi. Lúc này, lâm hạo bắt đầu vận chuyển diệt thần trảm thiên quyết, công pháp khẩu quyết, thần hồn khoảng cách đang điền càng ngày càng gần. Mỗi tiếp cận đang điền một phần, cái kia thần hồn tự nhỏ hơn một phần, đương thần hồn đến đang điền thời điểm, đã giống nhau hắn nhìn thấy cái kia tích thủy giống như lớn nhỏ. Một tiếng vang nhỏ, thần hồn trực tiếp đi hướng thái cực độ ở giữa. Oanh! Đương thần hồn bổn nguyên vừa tiếp xúc với thái cực độ, thái cực độ đại chấn. Rồi sau đó, thái cực độ phản phất đã tìm được người tâm phúc, dùng thần hồn bổn nguyên vi trục, xoay tròn. Một cổ xa sau so lúc trước thần bí chân khí càng thêm tồn tại khí lưu sinh ra. Chân khí hóa thành chân nguyên. Rầm rộ cái này thần bí chân nguyên thậm chí không cần lâm hạo dẫn động trực tiếp hướng xương sống đại cốt mà đi tái sinh trì ở bên trong lâm hạo thân hình đột nhiên thẳng tắp rồi sau đó dùng kỳ dị động tác vặn vẹo cùng trong ý thức cái kia mặt long động tác không có sai biệt diễn biến hình rồng hình rồng hiện thế vạn vật yên tĩnh tái sinh trì bên cạnh ngô thái sơ vẽ mặt kinh hãi hắn biết rõ lâm hạo đã thức tỉnh huyết mạch bởi vì, nguyên bản tự âm trầm thì khí trời theo lâm hạo diễn biến hình rồng rồi đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mây đen bắt đầu khởi động, hướng tái sinh trì phía trên bắt đầu khởi động, rồi sau đó thương khung bên trong một cổ áp sập vạn vật khí tức phô thiên cái địa, chỉ hướng tái sinh trì mà đến. Lâm hạo nghịch thiên mà đi, mà ngay cả thương khung đều chịu tức giận. Loại này dị tượng cường như ngô thái sơ đều thần hồn chấn động, đứng không vững. Cùng một thời gian, tái sinh trị bên trong đích lâm hạo rồi đột nhiên mở ra con ngươi, thân thể sông lên mà lên, đối kháng thương khung. Ngô Thái Sơ càng là kinh hãi. Hắn theo lâm hạo trên người cảm ứng được một cổ đại khí, một cổ áp sập chư thiên hào hùng khí thế. Ta lâm hạo kiếp này chỉ tu vô địch đạo, ngăn cản ta nói người, giết không tha. Mặc dù là ngươi, y nguyên như thế. Lâm hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, chiến ý tàn sát bừa bãi tái sinh trì bên cạnh lâm hạo cùng thiên tranh phong ngô thái sơ bị lâm hạo cái này kinh thế hải tục ngôn ngữ khiếp sợ đến quỳ bái sư thúc tổ mới bất quá vừa mới thức tỉnh huyết mạch mà thôi rõ ràng dẫn tới thương khung trấn áp nhưng mà hắn lại sừng sững không sợ khiêu chiến thương thiên đây là một loại như thế nào đại khí phách loại này khí phách coi như là đế tôn thiếu niên thời điểm chỉ sợ cũng muốn chỗ thua kém rất nhiều Lâm Hạo không tính cao lớn bóng lưng tại Ngô Thái Sơ trong mắt giống như một đạo phong bi đứng sừng sững. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Thân thể thành cương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 89 Thân thể thành cương đạp thiên phong, tái sinh trì. Lâm hạo đối kháng thương khung, coi trời bằng vung. Mây đen áp đỉnh, đạp thiên tông phương viên trăm dặm hết thảy sinh vật đều đều lạnh run. Tái sinh trì càng là ở vào phong bạo trung ương, Ngô Thái Sơ chỉ cảm giác mình trên người gánh vác lấy tam sơn ngũ nhạc, ép tới hắn không thở nổi. Lúc này, hắn mặt hướng đất vàng quay lưng thiên, bị ép tới khuôn mặt dữ tợn. Ngô Thái Sơ hoảng sợ. Lâm Hạo liều lĩnh thái độ làm cho thương không tức giận, muốn trấn áp cái này phiến thiên địa cái này nếu nói ra nhất định trên đời khiếp sợ phải biết rằng lâm hạo mới thức tỉnh huyết mạch khó khăn lắm bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng mà thôi chính là như vậy một cái tài sở hữu võ giả trong mắt không có ý nghĩa cảnh giới rõ ràng dẫn động thương khung trấn áp như thế dị tượng ngô thái sơ dám nói chưa từng có ai hậu vô la giả đáng tiếc ngô thái sơ hay vẫn là không biết nguyên nhân chân chính lâm hạo nguyên bản huyết mạch bị đoạt nguyên bản cuộc đời này đã thức tỉnh huyết mạch vô vọng nhưng hắn lúc này hết lần này tới lần khác nghịch thiên mà đi tái tạo huyết mạch cái này cũng chưa tính hắn rõ ràng tạo nên một cái chân ngã có thể dự đoán tương lai nếu như lâm hạo huyết mạch thần hồn hợp nhất nhất định kinh thế thường thiên làm sao có thể đủ chứa hắn thương khung trấn áp phía dưới lâm hạo thân thể rạn nứt miệng lớn ho ra máu nhưng mà lâm hạo như trước sừng sững không sợ trong cơ thể thái cực độ điên cuồng vận chuyển thần bí chân nguyên có lớn lao uy năng nhanh chóng chữa trị hắn gân cốt màn da tại thương khung trấn áp phía dưới lâm hạo chẳng những không có chịu thua ngược lại mắt lộ ra cười lạnh hắn thân thể đã đạt long gân hổ cốt chi cảnh nhưng ở hắn xem ra y nguyên không đủ hôm nay hắn tự mượn thiên địa luyện thể trảm thiên diệt thần quyết uy năng không cùng chính là đế thuật lúc này Lâm Hạo bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng, chân khí chuyển hóa chân nguyên, chân nguyên không dứt, đế thuật vận chuyển cũng không biết so với trước kia nhanh gấp bao nhiêu lần. Thúc dục này thuộc đến mức tận cùng, Lâm Hạo thân thể bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quan mang. Xa xa, Ngô Thái Sơ hoảng sợ. Hắn bất quá là đã bị liên quan đến, còn tại đây tuyệt cường trấn áp phía dưới, thằng không dậy nổi chút nào phản kháng. Lâm Hạo với tư cách sự kiện nhân vật chính, rõ ràng tại dựa vào thiên trấn áp luyện thể, đây cũng không phải là điên cuồng hai chữ có thể hình dung được rồi. Thương khung trấn áp càng ngày càng cuồng bạo, nhưng mà lâm hạo thân thể mặt ngoài bạch sắc quang mang cũng càng ngày càng chói mắt. Ta tại cảnh giới này, ngươi chỉ có thể sử không dùng đến ức một phần vạn lực lượng đến trấn áp, với ta mà nói, cái này vô dụng, cút đi. Cuối cùng nhất, lâm hạo ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, bình thản nói ra như vậy một phen đến lời vừa nói ra, mây đen lui bước, vạn vật sống lại. Sư thúc tổ, ngài. Ngài. Ngô Thái Sơ theo trên mặt đất đứng lên, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Lâm hạo thần thái sáng láng, mà ngay cả thân cao đều cất cao mấy thốn, giờ tay nhất chân tầm đó rõ ràng có một loại lại để cho hắn đều tim đập nhanh uy áp. Cái này cũng chưa tính, dùng nhãn lực của hắn rõ ràng trông thấy, tại lâm hạo thân thể mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng hơi mỏng ngân quang không cần vận chuyển công pháp, giờ tay nhất chân tầm đó, thân thể mặt ngoài tự nhiên hình thành hồ thể cương khí. Thân thể thành cương. Cái này rõ ràng tựu là trong truyền thuyết cảnh giới. Đồn đại thân thể thành cương, có thể chỉ bằng vào thân thể lực lượng đối chiến thần binh. Linh khí không xuất ra, bất luận cái gì binh khí khó làm thương tổn hắn mảy may. Ngô Thái Sơ có một loại ảo giác, lúc này, lâm hạo thân thể cường hãn tuyệt đối có thể so sánh thiếu niên đế tôn bất quá sau một khắc hắn chợt nghe đến lâm hạo tại thì thào tử nói đáng tiếc thương khung chi lực quá yếu thân thể yên nguyên không đủ hoàn mỹ phu phu nghe nói như thế ngô thái sơ như bị sét đánh đặt mông ngồi trên mặt đất vừa mới trấn áp chi lực liền hắn đều không chịu nổi sư thúc tổ rõ ràng miệt thị thương khung như vậy thân thể sư thúc tổ rõ ràng còn ngại không đủ hoàn mỹ vậy hắn há không phải có thể một đầu đụng chết rồi người so với người tức chết người đang tại xấu hổ ở bên trong ngô thái sơ chợt nghe lâm hạo đang hỏi hắn sư phụ ta tại tái sinh trì có đã bao lâu ngô thái sơ nhìn sắc trời một chút bước chừng năm cái giờ đồng hồ a à. sư phụ ngươi không cần đi theo ta bề bộn chuyện của ngươi đi thôi lâm hạo gật đầu cảm nhận được chính mình giơ tay nhất chân tầm đó đều tràn đầy lực lượng đối với ngô thái sơ như thế nói ra sư thúc tổ ngài muốn đi đâu Ngô Thái Sơ hỏi một câu. Hiện tại Lâm Hạo trong lòng hắn sức nặng càng ngày càng nặng, hắn cũng không hy vọng Lâm Hạo có chút sơ suất. Lâm Hạo ánh mắt ngưng lại, nhàn nhạt nói ba chữ, chứng nhận bệ thần. Đến tái sinh trì trước, một quyền kia nhưng hắn là ký ức hãy còn mới mẻ, lúc này, tạo nên huyết mạch thành công, bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng, là thời điểm đi đòi lại một quyền kia rồi. Ngô Thái Sơ nhẹ gật đầu, cũng tại Lâm Hạo sau khi rời khỏi, lặng lẽ đi theo đạp thiên tông thiên đoái phong tần thiên long tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu mười đại kim cương trở lại báo cáo nói lâm hạo xương sống đại cốt bị đánh nát trở thành phế nhân cái này lại để cho hắn hung hăng ngoại trừ một ngụm ác khí vốn vừa được đến tin tức này hắn phản ứng đầu tiên tự là bên trên đạp thiên phong đi bức bách tông chủ lại để cho lâm hạo nhường xuất thủ tịch đại đệ tử vị trí hắn rất quen mắt tông chủ vị không giả nhưng hắn cũng không quá đáng là người khác quân cờ cho dù ngô thái sơ thoái vị ngồi trên tông chủ vị cũng sẽ không là hắn cho nên hắn tuy nhiên cùng ngô thái sơ đối lập nhưng hắn vẫn sau người khác càng hy vọng ngô thái sơ có thể ở tông chủ vị ngồi được càng lâu nhưng thủ tịch đại đệ tử vị lại bất đồng bởi vì hắn dưới trướng có một tử thiên phú siêu quần mặc dù so với đạp thiên tông đệ nhất thiên tài lăng tiêu đến muốn kém hơn một chút nhưng luận thiên phú luân thực lực thế nhưng mà nổi tiếng đạp thiên tông đệ tam đại đệ tử top 10. Nói cách khác, Tần Thiên Long cảm thấy con của hắn tuyệt đối là có năng lực cạnh tranh thủ tịch đại đệ tử vị. Nhưng là, nửa đường dết ra một cái lâm hạo, đột nhiên tầm đó tự làm lên thủ tịch đại đệ tử. Cái này, hắn không vui. Đãi đổ bình sau khi thất bại, Tần Thiên Long tức giận đến một chưởng kết liễu hắn, rồi sau đó phái ra thủ hạ đắc lực người có tài lâm hạo không phải giỏng giạc nói tiếp nhận hết thảy khiêu chiến ấy ư vậy hắn tự dùng mười đại kim cương xa luân chiến hắn tự còn không tin rồi một cái phàm thể năng tại mười đại kim cương thủ hạ đi đến một vòng chỉ cần kết quả lâm hạo cho dù hắn lưng đeo vô sĩ bêu danh thì như thế nào hắn tần thiên long không quan tâm mười đại kim cương trở về nói cho hắn biết lâm hạo bị đánh tàn tin tức về sau tần thiên long là như đứng đóng lửa như ngồi đóng thang nếu như lập tức đi hướng đạp thiên phong đối mặt thịnh nộ ngô thái sơ nói thực ra tận thiên long rất là kiên kỵ cho nên hắn đang đợi chờ một thời cơ lúc này thời gian đã qua tốt mấy giờ tận thiên long rốt cuộc ngồi không yên thân hình như điện tận thiên long hướng đạp thiên phong bay vút vừa mới hành chi nửa đường hắn đột nhiên trừng lớn mắt lâm hạo hắn rõ ràng thấy được hoàn hảo không tổn hao gì lâm hạo điều này sao có thể hắn cũng không nhận ra mười đại kim cương có đảm lượng lừa gạt hắn lúc này một cái xương sống bị đánh nát người rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì cái này quá khó có thể tin dừng lại thân hình tần thiên long quyết định đi xem hắn rốt cuộc là lý quỳ hay vẫn là lý quỷ tần thiên long rất thất vọng đúng không không đợi hắn mở miệng không xác định thân phận người nọ nói ra một câu như vậy lời nói đến không cần phải nói nói như vậy người nhất định là lâm hạo làm sao có thể ngươi không phải xương sống bị đánh nát sao ngươi làm sao có thể đứng lên được còn đã thức tỉnh huyết mạch tần thiên long xem thấu lâm hạo hư thật như gặp thần ma lâm hạo nhún nhún vai cười nói ngươi tới được vừa vặn gọi mười đại kim cương đến đây đi ta vừa vặn cảm tạ cảm tạ bọn hắn đâu tần thiên long ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ngươi là cố ý hay sao lâm hạo cười cười từ chối cho ý kiến tốt tốt có đảm lược có phách lực nhưng là ngươi cho dù thức tỉnh huyết mạch có thế nào bất quá nhất giai linh thể lật không nổi sóng cồn lâm hạo tu vi có thể bị tần thiên long một lập tức xuyên chỉ nói là minh lâm hạo thể chất vi linh thể bởi vì tần thiên long cũng là linh thể nếu như lâm hạo thể chất siêu việt linh thể tần thiên long là nhìn không thấu lâm hạo hư thật Lâm Hạo khóe miệng có chút dương lên. Nói thực ra, thể chất của hắn chính hắn đều nói không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải linh thể, bởi vì thần hồn bổn nguyên thuần khiết vô hạ, căn bản cũng không phải là màu đỏ. Bất quá, bị ngộ nhận là là linh thể, có thể cho hắn một chút nhiều phiền toái, hắn không cần phủ nhận. Hắn có thể đánh nhau đoạn ngươi xương sống một lần, có thể đánh gãy lần thứ hai, chứng nhận trên bệ thần không gặp không về. Dứt lời, Tần Thiên Long quay người, hướng thiên đoái phong phương hướng cất bước lâm hạo nhún nhún vai không nhanh không chậm hướng chứng nhận bệ thần mà đi mà lúc này tần thiên long thình lình quay người chầm chầm vào lâm hạo bóng lưng lúc trong bóng tối ngô thái sơ có chút nghi hoặc cái này tần thiên long rõ ràng bị lâm hạo dăm ba câu đuổi đi không giống như là phong cách của hắn a à. lúc này nhìn thấy phản ứng của hắn trong nội tâm ngưng tụ muốn ra tay nhưng thì ra là ở thời điểm này Lâm Hạo cũng không quay đầu lại mở miệng, "Tần Thiên Long, hy vọng ngươi có thể giết ta. Bằng không ngươi biết bị chết rất khó coi." Lâm Hạo ngữ khí thông dong bình tĩnh, vậy mà lại để cho Tần Thiên Long sợ ném chuột vỡ bình. "Hừ, ngươi một cái tiểu bối mà thôi, không đáng bổn tọa ra tay." Tần Thiên Long hừ lạnh một tiếng, quay người bay vút mà đi. Ngự nguyên cảnh cường giả đối mặt Lâm Hạo, rõ ràng không dám ra tay. Lâm Hạo lắc đầu, thở dài một tiếng, trong nội tâm thất vọng cực kỳ. Nếu như Tần Thiên Long có thể chứng kiến Lâm Hạo lúc này bộ dáng, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Hắn đường đường một cái ngự nguyên cảnh cường giả, rõ ràng bị Lâm Hạo rất khinh bỉ. Chỗ tối Ngô Thái Sơ trầm tĩnh lại, đã thấy nhưng không thể trách rồi. Chính mình sư thúc tổ từ khi bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng về sau, trên người đã ẩn ẩn có một loại lại để cho hắn đều tim đập nhanh khí thế lâm hạo một đường đi một chút ngừng ngừng đợi đến lúc đạt chứng nhận bệ thần đã là một giờ về sau rồi lần này chứng nhận trên bệ thần đạp thiên tông đệ tử rõ ràng so vừa mới còn nhiều hơn tông chủ đối với hắn ngược lại là ưu ái có da bị đánh nát xương sống nhanh như vậy chữa cho tốt hắn có người lộ ra hâm mộ ghen ghét hận biểu lộ cũng có đệ tử ánh mắt sáng quắc một mắt đã xem thấu lâm hạo tu vi xa không chỉ như thế hắn còn đã thức tỉnh huyết mạch hiện tại tu vi đạt đến ngưng huyết cảnh tứ trọng. Dùng ta xem, thằng này tám phần là tông chủ con riêng. Càng có đệ tử, tiếng đồng hồ nói thầm lấy. Mười đại kim cương sớm đã vào vị trí của mình, vốn bọn hắn đã lộ ra không kiên nhẫn, lúc này thấy đến lâm hạo xuất hiện, đôi mắt đều đều ngưng tụ. Đặc biệt là lúc trước ra tay đánh lén lâm hạo cái kia tôn kim cương, cho dù đã được đến tin tức, nhưng là trong đôi mắt yên nguyên hiển hiện vẻ không thể tin hắn đối với chính mình một quyền kia rất có hình tượng, Lâm Hạo bất tử đã là kỳ tích, bây giờ còn có thể khôi phục lại. Đây quả thực phá vỡ hắn nhận thức. Sau một khắc, hắn càng là giận dữ. Lâm Hạo đạp vào chứng nhận bệ thần, tùy ý vừa đứng, nhìn chầm chầm hắn một mắt, lười biến mở miệng nói. Ngươi, tới nhận lãnh cái chết. Ta có thể phế ngươi một lần, có thể phế ngươi lần thứ hai. Cái kia tôn kim cương như thế nói ra rồi sau đó, hắn trực tiếp hướng chứng nhận bệ thần trung ương vòng tròn đi đến. Ai biết Lâm Hạo dưới chân bất động, lắc lắc đầu nói. Áp chế cảnh giới, ngươi quá để ý mình rồi. Lâm Hạo lại muốn dùng ngưng huyết cảnh tứ trọng tu vi đối chiến ngũ trọng, cái kia tôn kim cương thình lình quay người, sắc mặt tái nhợt. Đây là đối với hắn vũ nhục. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Cực tốc chiến kim cương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Cực tốc chiến kim cương, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Cái kia tôn kim cương mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Sải bước hướng lâm hạo đứng thẳng phương vị đi đến, cái vị này kim cương cơ bắp run run như là một tòa núi thịt. Hắn thân hình cao lớn, cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, cho người một loại chỉ bằng vào thân thể có thể nghiền áp hết thảy cảm giác. Không cần ngôn ngữ, kim cương một quyền oanh hướng lâm hạo. Đơn giản, trực tiếp. Theo hắn một quyền oanh ra, nguyên bản tự cánh tay tráng kiện lập tức trướng đại. Dịch cân cốt. Một quyền oanh ra, kim cương mắt lộ ra cười lạnh, một quyền này của hắn có thể nổ nát cự thạch, hắn ngược lại muốn nhìn, gầy yếu lâm hạo làm sao có thể ngăn cản nhưng mà đối mặt một quyền này của hắn lâm hạo không né tránh lại là đồng dạng oanh ra một quyền hắn quả thực là muốn chết rõ ràng dám cùng kim cương đối với quyền bên cạnh có đệ tử hừ lạnh hắn bất quá mới vào ngưng huyết cảnh tứ trọng liền dịch cân cốt đều làm không được cương nhiên như thế liều lĩnh cũng có đệ tử dẻo dẻo nói các ngươi nói chúng ta cái này đại sư huynh lần này có thể hay không leo lấy trở về đúng lúc này một giống như đầu lâu giống như lớn nhỏ nắm đấm, cùng chỉ có hắn khoảng một phần trăm lớn nhỏ nắm đấm, đụng vào nhau. Âm âm. Trong hư không sinh ra bạo tiếng vang, rồi sau đó mọi người vây xem đôi mắt trận thật lớn. Hình thể như một tòa núi nhỏ tự như kim cương bay ngược đi ra ngoài, mà lâm hạo thân hình chỉ là quơ quơ. Một màn này rung động tất cả mọi người. Mọi người ở đây trong lúc khiếp sợ, lâm hạo quỷ mị thần hành bộ phóng ra, giống như quỷ mị, lướt hướng cái kia kim cương rơi xuống chi địa tiến vào ngưng huyết cảnh tứ trọng lâm hạo thân hình cũng không biết nhanh bao nhiêu chỉ là một cái thoáng mấy mét khoảng cách lập tức tức đến rồi sau đó hắn một quyền oanh ra răng rắc một tiếng giòn vang cái kia tôn kim cương một cánh tay bị lâm hạo một quyền đánh cho như là lên dây cót chung dạo qua một vòng sau ly thể mà đi máu tươi bão tát phế đi kim cương một tay lâm hạo cũng không bỏ qua một cước đá ra răng rắc một cước này ở giữa kim cương chỗ đầu gối một tiếng giòn vang về sau kim cương thân thể ầm ầm ngã xuống đất không cần phải nói hắn một chân phế đi sự tình phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó chờ mọi người hoàn hồn thình lình chứng kiến lâm hạo đem thân thể như núi kim cương giẫm nát dưới chân chứng nhận trên bệ thần lâm hạo ngạo nghễ mà đứng đỉnh thiên lập địa giống như chiến thần đứng sừng sững mà cái kia kim cương bị lâm hạo giẫm nát dưới chân không thể động đậy giống như tử cẩu chứng nhận trên bệ thần lặng ngắt như tờ hay vẫn là lâm hạo trước tiên mở miệng đánh vỡ yên tĩnh bao quát kim cương lâm hạo khóe miệng hiện ra một vòng lãnh ý nguyên bản ta ý định muốn mạng của ngươi nhưng là hiện tại ta cải biến chủ ý nói xong lâm hạo chân vừa nhất rồi sau đó hung hăng đập mạnh hạ răng rắc kim cương một cái khác đầu hoàn hảo chân lần nữa bị Lâm Hạo giẫm đoạn. Rồi sau đó, Lâm Hạo dưới chân lại phát lực, cái kia gãy chân tại sức lực lớn phía dưới, biến thành bánh thịt. Lâm Hạo mặt không đổi sắc. Mà vây xem mọi người đều đều đôi mắt trừng lớn, lui về phía sau một bước. Nhưng vào lúc này, Lâm Hạo đột nhiên quay người, oanh ra một quyền. Lại có kim cương dết đến, muốn đánh lén Lâm Hạo. Lâm Hạo vội vàng đối địch, lui về phía sau một bước, mà người đánh lén đồng dạng không có chiếm được chỗ tốt, đạp 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 liền lùi lại mấy bước. Cái kia kim cương vẻ mặt hoảng sợ. Lâm Hạo khuôn mặt lạnh lẽo, thân ảnh lập tức biến mất. Quỷ mị thần hành bộ. Ngưng huyết cảnh tứ trọng, chân khí hóa chân nguyên, toàn lực thúc dục phía dưới, Lâm Hạo quỷ mị thần hành bộ tốc độ cũng không biết so lúc trước nhanh bao nhiêu, xuất quỷ nhập thần. Cái kia đánh lén kim cương còn không có đứng vững, chỉ cảm thấy thân thể đau xót, cúi đầu xem xét, hai mắt trừng trừng. Cánh tay. Trên bụng của hắn thêm một con cánh tay. Mà vây xem mọi người càng là hoảng sợ, bọn hắn thình lình chứng kiến lâm hạo cánh tay xuyên thủng kim cương bụng dưới. Tốc độ quá là nhanh. Lâm hạo thân thể sau này vừa lui, cánh tay đột nhiên rút ra. Máu tươi bão tát tâm địa gian dảo lập tức chảy ra. Hắn kim cương mắt lộ ra hoảng sợ, muốn đem ruột nhét trở về, nhưng mà hắn đã là nỏ mạnh hết đà, tay vừa mới bưng lấy bụng dưới, người đã ầm ầm ngã xuống đất. Một chiêu phía dưới, ngưng huyết cảnh ngủ trọng kim cương, chết. Lâm Hạo sắc mặt bình tĩnh, tiện tay theo trên người kéo xuống một khối quần áo, điềm nhiên như không có việc gì lau sạch lấy trên cánh tay vết máu. Cái kia thần sắc, phản phất bị hắn giết không phải người, mà là một con chó. Giết người như tàn sát cẩu mọi người tại đây theo đáy lòng bay lên thấy lạnh cả người. Ngưng huyết cảnh ngũ trọng kim cương tại Lâm Hạo trong tay đi không được một chiêu, cái này quá lại để cho bọn hắn kinh hãi. Các ngươi, cùng lên đi. Nhìn qua hai mặt nhìn nhau còn lại tám đại kim cương, Lâm Hạo tùy ý mở miệng, rồi sau đó cúi đầu xuống, thần sắc chuyên chú lau sạch lấy trên người vết máu. Không coi ai ra gì. Đây mới thực là không coi ai ra gì. Lúc này mới bao lâu, Mười đại kim cương một người phế, một người chết. Giờ này khắc này, không nữa ai dám xem nhẹ Lâm Hạo. Đặc biệt là có buổi sáng ở đây đệ tử, nhớ tới Lâm Hạo khiêu chiến Tần Thiên Long tràn cảnh, trong nội tâm bay lên một loại hoang đường nghĩ cách, chỉ sợ thiên đoái phong Tần Thiên Long gặp được Lâm Hạo, cũng muốn tạm lánh hắn phong. Mà mười đại kim cương sắc mặt đều lạnh tới cực điểm, bọn hắn đều vi ngưng huyết cảnh ngũ trọng, giờ này khắc này, rõ ràng bị một cái ngưng huyết cảnh tứ trọng võ giả như thế xem nhẹ, đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Nhưng kiến thức đến Lâm Hạo đích thủ đoạn, bọn hắn ai cũng không dám độc đối Lâm Hạo. Lâm Hạo tốc độ lại để cho bọn hắn sợ. Các ngươi đến cùng đánh hay là không đánh, không đánh cút ngay trở về hảo hảo làm cẩu. Nhìn thấy tám người thật lâu không có động tác, Lâm Hạo đã không nhìn được. Chớ có liều lĩnh. Tám người đồng thời gào thét, rồi sau đó đem lâm hạo bao vây vào giữa. Tám gã ngưng huyết cảnh ngũ trọng võ giả, sắp đồng thời ra tay. Lâm hạo bất quá ngưng huyết cảnh tứ trọng, cái này nguyên bản không có bất kỳ lo lắng, nhưng là thấy biết đến lâm hạo chém giết cái kia tôn kim cương về sau, ai cũng không dám nói nữa lâm hạo tất bại. Lâm hạo sừng sững không sợ, ánh mắt ngưng lại, khóe miệng dương lên, lẩm bẩm nói. Như vậy mới có chút ý tứ, vừa vặn bắt tụi bay cải tiến thân pháp của ta quỷ mị thần hành bộ tuy nhiên tại người khác trong mắt đã là cực nhanh nhưng lâm hạo biết rõ hắn lúc này thân pháp cùng chính thức quỷ mị thần hành bộ so với còn kém cách cực lớn ngưng huyết cảnh tam trọng hắn suy điển đi ra thân pháp đang cùng ngô chấn quyết đấu lúc có thể bị ngô chấn hiểu rõ có lực bất tòng tâm cảm giác vừa mới khoảnh khắc tôn kim cương cũng không quá đáng là thắng vì đánh bất ngờ tại nhỏ nhất trong không gian chuyển dời mà không bị đối thủ hiểu rõ là hắn kế tiếp muốn làm cái này tám đại kim cương tại lâm hạo xem ra bất quá là hắn hoàn thiện thân pháp công cụ nếu như hắn loại ý nghĩ này bị tám đại kim cương biết rõ cũng không biết bọn hắn có thể hay không tức giận đến nổi giận tuy nhiên tám đại kim cương không biết lâm hạo nghĩ cách nhưng đối phó với một cái ngưng huyết cảnh tứ trọng võ giả rõ ràng cần bọn hắn tám người đồng thời ra tay đã lại để cho bọn hắn bạo lộ không cần ngôn ngữ tám người đồng thời ra quyền bạo tiếng vang như sấm quyền pháp mang theo kình phong giống như sóng to gió lớn. Lâm Hạo tự như là một thuyền lá lên đên, tùy thời đều có chia năm xẻ bảy nguy hiểm. Lâm Hạo dưới chân xê dịch, thân thể như là đinh ốc, toàn thân càng là xuất hiện một tầng trong suốt bạch quan, tại quyền phong tàn sát bừa bãi ở bên trong, hắn phản phất không đầu con rùi giống như loạn chuyển. Hắn quá mức vô lễ rồi, tám đại kim cương đồng thời ra tay, hắn nhất định phải thua. Thấy như vậy một màn, bên cạnh có đệ tử lắc đầu. Mà càng nhiều nữa đệ tử trầm mặt, bọn hắn phát hiện, sự tình có lẽ không phải mặt ngoài chứng kiến như vậy. Quả nhiên, Lâm Hạo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, tầng kia bạch quan càng là như cùng một cái đại kén giống như, đem thân hình của hắn bao phủ. Phốc. Đột nhiên tầm đó, trong đó một cái kim cương phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba cái. Không bao lâu, tám đại kim cương rõ ràng đồng thời thổ huyết lui về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Có đệ tử khó hiểu. Có thiên tài đệ tử hiểu rõ lâm hạo ý đồ, cả kinh nói. Hắn cải biến kim cương công kích phương hướng, tại mượn lực dùng sức. Kim cương nhóm tại chính mình người công kích người một nhà. Cái kia bạch quan là cái gì? Đó là hộ thể cương khí, nhục thể của hắn đã đến kinh khủng nhất cảnh giới. Thịt. Thân thể thành thành cương. Có đệ tử run rẩy nói ra bốn chữ này. Oanh. Chúng đệ tử nghe vậy, đều đều tâm thần đại chấn. Thân thể thành cương, đây chính là trong truyền thuyết thân thể cực hạn, Lâm Hạo mới bất quá ngưng huyết cảnh tứ trọng mà thôi, rõ ràng đạt đến trong truyền thuyết cảnh giới, đây quả thực nghe rợn cả người. Mà nhưng vào lúc này, giữa bạch quang, một đạo nhàn nhạt ảnh tử hóa thành lưu quang mà ra, lại để cho thời gian ngốc trệ, một giây bên trong suốt liên tục tám quyền. Cái này ảnh tử đương nhiên tự là Lâm Hạo. Lâm Hạo ra quyền thời điểm đúng lúc là tám đại kim cương lui về phía sau, dưới chân còn bất ổn chi tế. Thời cơ đáng đo được quá chuẩn xác rồi. Như thế cực tốc ở bên trong, tám người căn bản tránh cũng không thể tránh, tất cả đều trúng chiêu. Lâm Hạo ngưng huyết cảnh tam trọng một quyền đều có thể đánh bại tinh thạch trụ, có hơn 5.000 cân sức lực lớn, lúc này hắn bước vào ngưng huyết cảnh tứ trọng lực đạo tăng lên dùng ngàn cân mà tính tám đại kim cương làm sao có thể đủ thụ này trọng quyền bay rớt ra ngoài miệng lớn ho ra máu tám người gân cốt đứt gãy không biết bao nhiêu căn lại không một người có lực đánh một trận mười đại kim cương tại lâm hạo trong tay toàn bộ phế thiên đoái phong thật sự thật là làm cho người ta thất vọng rồi lâm hạo lắc đầu quay người muốn đi gấp lâm hạo sư sư huynh. Một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Lâm Hạo thình lình quay người, chầm chầm hướng lên tiếng chỗ, ngươi muốn cùng ta đánh. Đệ tử kia sợ tới mức lui về phía sau một bước, lắc đầu liên tục. Không không không, sư. Sư huynh, ta là muốn nhắc nhở ngươi, thiên đoái phong bên trên có chu vũ sư huynh nổi tiếng nội môn đệ tử top 10, càng có tầng sư huynh tại hạch tâm đệ tử trong có một chỗ cắm dùi, ngươi phải cẩn thận. Lúc trước, không có người coi được Lâm Hạo, nhưng lúc này lại có người mạo hiểm thật lớn phong hiểm nhắc nhở Lâm Hạo. Tại nơi này lấy võ vi tôn thế giới, Lâm Hạo dùng quả đấm của hắn thắng được đồng môn đệ tử tôn trọng. Lâm Hạo nghe vậy, lộ ra nụ cười sáng lạng, cảm ơn ngươi, ta sẽ chú ý. Trong các ngươi có ai cùng bọn họ thuộc, giúp ta mang câu nói, ta Lâm Hạo tùy thời nghênh đón khiêu chiến của bọn hắn. Sau khi nói xong, Lâm Hạo trực tiếp rời đi vây xem đệ tử top 5 top 3 đi theo rời đi, không bao lâu, chứng nhận trên bệ thần chỉ còn lại có vừa chết chính phế 10 đại kim cương. Màn đêm lặng yên hàng lâm, lâm hạo trở lại đạp thiên phong gian phòng của mình, lại phát hiện lưỡng đại trưởng lão đang tại chờ hắn. Vừa thấy lâm hạo trở lại, lưỡng đại trưởng lão liên tục không ngừng hướng lâm hạo tố khổ, sư thúc, ngài cần phải ban giúp chúng ta a. À. Bị hai cái đủ để làm chính mình gia gia trưởng lão gọi sư thúc, Lâm Hạo vẫn còn có chút không thói quen, bất quá nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Lâm Hạo không có ở cái này vấn đề bên trên xoắn suýt, mà là hỏi bọn hắn cần làm chuyện gì. Sư Thúc, ngài có chỗ không biết, nguyên bản anh Tuyết Tiểu Nha đầu là chúng ta cùng Tông Chủ đã nói rồi đấy, do chúng ta ba cái lão gia hỏa một người trong đó thu làm đệ tử, nhưng là bây giờ nàng, nàng bị linh đế đại nhân đoạt đi. Hai cái trưởng lão trong mông chầm chầm vào Lâm Hạo, như là hai cái tại bên ngoài bị ủy khuất hài tử, về đến nhà tìm đến đại nhân tố khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 91 để Tôn Ngộ Đạo Chi Địa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 91 để Tôn Ngộ Đạo Chi Địa Lâm Hạo nghe xong vui vẻ, cái kỳ gái ngốc như vậy nơi tiêu thụ tốt, liền mèo đều muốn cướp nàng. Ai, lưỡng đại trưởng lão thở dài. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Cái kia linh đế đại nhân tại đạp thiên tông coi trời bằng vung, liền tông chủ đều muốn lễ nhượng ba phần, đã đến tông môn lâu như vậy, duy nhất chịu thiệt một lần tự là nhìn thấy Lâm Hạo. Hết cách rồi, lưỡng đại trưởng lão đành phải đến cầu Lâm Hạo rồi. Vừa vặn ta cũng muốn đi xem xem nha đầu kia, chúng ta cùng đi a. À. Lâm Hạo nghĩ đến anh Tuyết nhìn thấy cái con kia xuống Mỹ mèo lúc phản ứng, đối với tình cảnh của nàng cũng lo lắng. Lưỡng đại trưởng lão vui mừng quá đổi. Lâm hào phía trước, lưỡng đại trưởng lão cung kính theo ở phía sau, hướng cái kia độc tòa nhà đình viện mà đi. Cách thật xa, Lâm Hạo tự đã nghe được anh Tuyết vui vẻ tiếng cười. Đi tới cửa trước, Lâm hào cũng không thông báo, trực tiếp tự đẩy cửa ra. Lưỡng đại trưởng lão chứng kiến động tác của hắn, đều đều mặc lộ vẻ dị sắc phải biết rằng coi như là bọn hắn cùng tông chủ đến đây, đều muốn thông báo, chờ linh đế đại nhân đáp ứng sau tài năng đi vào, cái này tiểu sư thúc quả nhiên là không gì kiên kỵ a. À. Lâm Hạo mới mặc kệ nhiều như vậy, đối với nó càng không khả năng sản sinh kính sợ chi tâm. Vào nhà xem xét, cái con kia xuống Mỹ mèo lười biếng nằm ở thoải mái dễ chịu trên mặt ghế, anh Tuyết ngồi ở nó bên cạnh, đang tại sờ chút nó trên lỗ tai nơ con bướm. Chứng kiến cảnh tượng này, không riêng lưỡng đại trưởng lão mà ngay cả lâm hạo đều là sững sờ nhưng hắn là còn nhớ rõ anh tuyết lần thứ nhất nhìn thấy thằng này thời điểm lạnh run biến thành con chuột nhỏ nhưng hiện tại nàng đều khi dễ đến trên đầu nó rồi cái này không khoa học à quả là thế ngươi tự tạo huyết mạch xuống mỹ mèo vừa thấy được lâm hạo cả người đều đang run rẩy cũng không biết là bị hù hay vẫn là kích động lâm hạo con mắt quang lóe lên trầm giọng nói ngươi còn biết mấy thứ gì đó nó nói không phải thức tỉnh mà là tự tạo cái này lại để cho lâm hạo có một loại bí mật bị xuyên thủng cảm giác không 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 ngươi đừng hiểu lầm ta không là địch nhân của ngươi trước kia tại tông môn không ai bị nổi linh đế đại nhân hình như rất sợ lâm hạo hồi sinh khí vội vàng giải thích nói lâm hạo ca ca linh đại thẩm là người tốt ngươi không muốn khi dễ nàng anh tuyết cái miệng nhỏ nhắn một tít ban xuống mỹ mèo nói đến lời hữu ích đã xong đã xong lưỡng đại trưởng lão nghe xong lời này tâm đều nguội lạnh đây là con mèo được rồi nó liền đành phải mèo đều không tính là khá tốt người lâm hạo liếc mắt đi đến trước không nói hai lời sẽ đem nó cho ném đi đi ra ngoài rồi sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt ghế phu phu lưỡng đại trưởng lão sợ tới mức thiếu chút nữa không có co quắp đến trên mặt đất cái này tiểu sư thúc quá kiêu ngạo rồi. Đối với cái này linh đế đại nhân lai lịch bọn hắn cũng từng suy đoán qua, thậm chí còn trở mình lần sách cổ, cuối cùng nhất thật đúng là lại để cho bọn hắn đã tìm được điểm dấu vết để lại. Thiên dương đại lục có một thần bí tông môn, tên là thiên cơ môn. Thiên cơ môn hiểu rõ thiên cơ, xem đi xuyên qua tương lai, đồng đại thiên cơ môn vi thiên dương đại lục sư nhất tông môn, niên đại đã lâu đến không thể ngược dòng tìm hiểu mà sách cổ có đôi câu vài lời ghi lại thời cổ mỗi một thời đại thiên cơ môn môn chủ đều cùng đương đại đế tôn quan hệ mật thiết bọn hắn nhìn thấy đế tôn đã bình ổn bối luận giao nhưng mà thiên cơ môn nội lại cung cấp có một vật bị lịch đại môn chủ triều bái căn cứ miêu tả nó như và linh đế đại nhân cái kia sách cổ vi đạp thiên tông khai tông tổ sư lưu lại quả quyết không có sai cho nên bọn hắn mới có thể đối với linh đế đại nhân cung kính như thế nhưng là lúc này, Lâm Hạo lại như ném rác rưởi giống như bắt nó ném đi đi ra ngoài, ngẫm lại, lưỡng đại trưởng lão tự thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đồn đại thiên cơ môn thần bí khó lường, có so sánh đế thuật đích thủ đoạn, có thể nghịch thiên cải mệnh, đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu như cái này linh đế đại nhân thực cùng thiên cơ môn cung phụng thần vật có quan hệ, cái kia tiểu sư thúc động tác quả thực là đang gây hấn với thần linh. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, càng làm cho lưỡng đại trưởng lão khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy linh đế đại nhân trên không trung lật ra vài phiên về sau, rơi trên mặt đất, rồi sau đó chó vẫy đuôi mừng chủ lẻn đến tiểu sư thúc bên chân, không có chút nào sinh khí. Bọn hắn tiểu sư thúc không chút nào nể tình, một cước bắt nó đá ra thật xa. Mặc dù là như vậy, ngày bình thường cao cao tại thượng linh đế đại nhân vẫn không có sinh khí, chỉ là ủy khuất mà nói. Ngươi có hay không tấm lòng yêu mến, rõ ràng ngược đãi tiểu động vật tiểu động vật ngươi đều sắp thành tinh đi à nha nói mau bạn không đem ngươi mau lấy hết lâm hạo xị mũi coi thường tốt ta vừa vặn cho công tử thị tẩm cái này chỉ xuống mỹ mèo chẳng những không có bị làm sợ rõ ràng còn hướng lâm hạo vứt ra một cái cực kỳ nhân tính hóa mị nhãn lâm hạo toàn thân lông tơ dựng đứng nổi da gà mất đầy đất sợ tới mức nhảy được lão cao rồi sau đó chạy như một làn khói cái vô tung vô ảnh lưỡng đại trưởng lão choáng váng lập tức liền chuẩn bị chuồn đi đứng lại xuống mỹ mèo lại lười biếng nằm ở trên mặt ghế lưỡng đại trưởng lão thân thể cứng đờ dừng lại thân hình anh tuyết nha đầu kia tình huống có chút đặc thù nàng đi theo các ngươi không có lợi các ngươi ngược lại là có thể cùng các ngươi tiểu sư thúc thân cận hơn một chút nó lười biếng mở miệng nói lưỡng đại trưởng lão nghe vậy chấn động đều đều mặc lộ vẻ dị sắc tốt rồi trở về đi đúng rồi về sau bảo ta linh cô nương ta còn không có lão đâu rồi thật làm cho người thương tâm lưỡng đại trưởng lão mồ hôi lạnh lạnh run mà xuống vội vàng cáo từ mà đi coi như là bọn hắn đều chịu không được cái này mèo ngôn ngữ hô lâm hạo chạy ra thật xa còn toàn thân ứa ra hàng khí hướng sau lưng quan sát rất sợ cái con kia mèo đuổi theo. Lâm Hạo thề, đã không có việc gì tuyệt đối không đi gây nó. Cái kia, hắn ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Không có gặp cái kia mèo đuổi theo, vỗ ngực một cái, Lâm Hạo nhẹ nhàng thở ra, bên người rồi đột nhiên vang lên một thanh âm, sư thúc tổ, ngài để cho ta dễ tìm. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Hạo bị dọa đến lui về phía sau một bước. Chỉ gặp trước mặt mình đứng đấy một cái tóc tai bù xù, một thân lôi thôi nam tử. Lâm Hạo căn bản là không biết hắn. Ngươi là? Người nọ đẩy ra tóc, lộ ra khuôn mặt đến, không phải Ngô Thái Sơ còn có thể là ai? Sư phụ, ngươi như thế nào làm thành như vậy? Hắn cái dạng này, thật giống như theo trong đống rác lăn một vòng. Ngô Thái Sơ hiến vật quý bốn xuất ra một đống lớn sách vở, như cùng một cái hướng đại nhân bộ đồ muốn kẹo hài tử, ta đi một chuyến tàn kinh lâu, sư thúc tổ, ngài mau nhìn xem, những công pháp này còn có vũ kỹ như thế nào đây? Lại nói Ngô Thái Sơ biết rõ Lâm Hạo muốn đi chứng nhận bệ thần về sau, vốn là ý định cùng tại sau lưng bảo hộ Lâm Hạo, nhưng là đương hắn chứng kiến Lâm Hạo rõ ràng dọa lùi Tần Thiên Long về sau, hắn cải biến chủ ý. Lâm Hạo liền Tần Thiên Long đều kiên kỵ, chính là Kim Cương có thế nại hắn gì? Sư Thúc Tổ đã thức tỉnh huyết mạch, thiếu nhất đúng là công pháp vũ kỹ, chính mình có lẽ vì hắn tại phía trên này hạ công phu mới đúng. Ông loại ý nghĩ này, Ngô Thái Sơ đi tàn kinh lâu về sau, thẳng đến tầng cao nhất. Tàn kinh lâu tầng cao nhất, thế nhưng mà chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể đi vào. Hắn ngày bình thường khó được đi một lần, cho nên cho dày đặt một tầng. Vì sư thúc tổ, Ngô Thái Sơ đem tầng kia lật ra cái úp sấp, vốn lấy được một vài cảm thấy không tệ công pháp cùng vũ kỹ, nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Hạo vừa mới mang cho hắn rung động, hắn cảm giác cảm thấy những công pháp này vũ kỹ không xứng với Lâm Hạo. Cuối cùng, hắn cân nhắc liên tục, vì Lâm Hạo chọn lựa năm bản. Không kịp rửa mặt, hắn tự muốn tại trước tiên tìm được Lâm Hạo, kết quả hình dạng của hắn thiếu chút nữa liền Lâm Hạo đều nhận không ra rồi. Lâm Hạo tiếp nhận xem xét, Ngô Thái sơ tuyển vũ kỹ cũng không tệ, kém nhất đều là huyền cấp vũ kỹ. Lâm Hạo cảm động đồng thời, có chút dở khóc dở cười, sư phụ, ta hiện tại mới ngưng huyết cảnh tứ trọng ngươi cầm những cho ta này ta cũng luyện không được a à. ách ta đã quên ngô thái sơ vẽ mặt vẽ xấu hổ lập tức nói ngươi chờ một chút ta lại đi tìm đáng thương ngô thái sơ thân là nhất tông chi chủ quan tâm sẽ bị loạn liền thưởng thức đều đã quên loại này tràn cảnh nếu như bị tông môn đệ tử chứng kiến khẳng định thậm chí nghĩ bóp chết lâm hạo rồi bọn hắn liều chết liều sống thật vất vả tồn một điểm tông môn điểm cống hiến chỉ có thể đổi một bản hoàn cấp vũ kỷ ngô thái sơ lại tự mình đi vi lâm hạo tìm công pháp vũ kỷ không nói còn chịu mệt nhọc cảm ơn sư phụ bất quá ngưng huyết cảnh công pháp ta tự không cần về phần vũ kỷ tự chính mình đi chọn lựa a hiện tại ta muốn đi tu luyện lâm hạo cự tuyệt ngô thái sơ hảo ý vũ kỷ chỉ là một loại đối địch thủ đoạn tại trong hư không kiến thức đến một quyền kia về sau, nói thật, Lâm Hạo đã xem phai nhạc vũ kỹ. Hiện tại tự tạo huyết mạch thành công, hắn muốn nhất hay vẫn là tu luyện công pháp. Trước kia bởi vì cảnh giới bị ngăn trở, mặc dù có ở diệt thần trảm thiên quyết, nhưng là đằng sau mấy trọng hắn hoàn toàn không thể tu luyện. Nhưng hiện tại bất đồng, huyết mạch không hề có thể trở ngại hắn, Lâm Hạo bức thiết muốn tăng lên cảnh giới. Đạp Thiên Phong có một nơi, chính là ta bình thường luyện công chi địa, ta hiện tại mang ngại đi qua. Sư thúc tổ muốn tu luyện, đương nhiên muốn chọn tốt nhất chỗ tu luyện. Mà Ngô Thái Sơ với tư cách tông chủ, có được lý tưởng nhất chỗ tu luyện, cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hạo cũng không sĩ diện cãi láo, gật đầu tiếp nhận. Ngay tại Ngô Thái Sơ mang theo Lâm Hạo đi hướng chỗ mục đích thời điểm, tại đạp thiên phong bên trên, một cái thiếu nữ ông ấp một chỉ tóc vàng mèo, tay áo bồng bềnh, cũng đang hướng một chỗ mà đi. Linh Đại Thẩm, ngươi muốn mang ta đi ở đâu? Thiếu nữ này đương nhiên là anh Tuyết, Lâm Hạo cùng trưởng lão vừa đi, nàng ở này Linh Đại Thẩm dưới sự thúc giục, lên đường. Ngô Thái sơ luyện công địa phương, vận mệnh của chúng ta đã đến. Linh Đại Thẩm miệng phun tiếng người, trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Anh Tuyết trong đôi mắt tất cả đều là mờ mịt. Tạo hóa. Thất hồn lạc phách, ngươi làm thành như bây giờ, cũng là bởi vì cái này tạo hóa chờ chờ ngươi sẽ biết linh đại thẩm nói xong liên tục chỉ đạo anh tuyết cuối cùng các nàng đứng ở đạp thiên phong cao nhất nhất hiểm trở chi địa phía trước đã không đường trước bảy sau tám trái ba phải bốn anh tuyết theo lời mà đi rồi sau đó các nàng thân thể dần dần làm nhạc cho đến biến mất mà vừa lúc này ngô thái sơ cùng lâm hạo cũng đã đến sư thúc tổ cái này đằng sau tựu là lịch đại tông chủ luyện công địa phương có ta đạp thiên tông khai tông tổ sư gia trì trần văn trong thiên hạ không có khẩu quyết không người có thể đi vào coi như là đế tôn cũng không được mà cái này khẩu quyết chỉ truyền lịch đại tông chủ hiện tại ta đem khẩu quyết truyền ngài ngô thái sơ đứng tại đỉnh núi trong giọng nói tràn ngập tự tin trước bảy sau tám trái ba phải bốn ngô thái sơ khẩu quyết rõ ràng cùng cái con kia mèo giống như đúc sư thúc tổ, ngài vào đi thôi, bên trong thần bí khó lường, khai tông tổ sư ở bên trong lĩnh ngộ vô thượng võ đạo, trong đó có muôn vàng cực khổ, nếu có gì thường, ngài nhất định phải nhanh lên dùng miệng bí quyết lui ra ngoài. Ngô Thái Sơ như vậy đối với Lâm Hạo nói. Để tôn ngộ đạo chi địa, nói nó là luyện công thánh địa tuyệt không quá đáng, Lâm Hạo mắc lộ ra kỳ quan, sau khi gật đầu bắt đầu theo khẩu quyết mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video